Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 91 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Được, chúc mừng vị khách quý này. Khoan đã, bổn thiếu gia muốn mua hộp kiếm này, 1.600 miếng linh thạch hạ phẩm. Đúng lúc đấu giá sư đang chuẩn bị thốt ra hai chữ thành giao, thì đột nhiên có người trả giá gấp hai lần. Thu Lan tỏ ra kinh ngạc, trong lòng mừng thầm. Vội vàng nhìn qua cười nói, hóa ra là thiếu chủ Vân gia, ta nói ai mà lại hào phóng xuống tay như vậy chứ. Thiếu chủ Vân gia. Lâm Nhất hơi sững lại, tên khốn này bị đàn man Ngưu truy sát vậy mà vẫn chưa chết. Tên tiểu tử họ Lâm kia, hôm nay có ta ở đây, một cái lông ngươi cũng đừng mơ đấu giá được. Thiếu chủ Vân gia trong gian giữa, lạnh lùng thốt ra một câu nói, sự sắc nhọn trong giọng nói nhắm thẳng vào Lâm Nhất. Mọi người ở đại sảnh vẫn còn đang hoang mang, sao có thể ra một cái giá cao như vậy được, lúc này thì đều đã bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra đã từng có hiềm khích, thiếu chủ Vân gia muốn dùng linh thạch để đánh người rồi. 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Nhưng ai biết được, thiếu chủ Vân gia vừa dứt lời thì Lâm Nhất lập tức báo giá. Thu Lan còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi xác nhận thì cười không khép nổi miệng, vị khách quý ở phòng số 17 ra giá 3.000. Làm gì còn giá nào cao hơn giá này nữa? Đáng chết! Thiếu chủ Vân gia trong gian giữa cảm giác trên mặt như có một ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy, vừa nãy còn xuất ngôn khiến Lâm Nhất đến một cái lông cũng không mua được. Kết quả đối phương lại lập tức trả giá gần gấp đôi, hung hăng đáp lại như giáng cho một cái bạt tai. Thiếu chủ Vân gia cắn răng, chuẩn bị ra giá thêm lần nữa. Thiếu chủ, đừng! Chúng ta đang nhận ủy thác của Tử Viêm Tông phải đấu giá được huyết diễm cốt, ngộ nhỡ linh thạch không đủ, không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thảm đó. Hộ vệ vốn yên tĩnh bên cạnh vội vàng ngăn cản, van nài khuyên nhủ. Thiếu chủ Vân gia trong lòng không cam, nhưng nghĩa đến sự đáng sợ của Tử Viêm Tông thì vẫn kiềm chế sự kích động ra giá. Xem ra không có ai trả giá cao hơn 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm rồi, Vân thiếu chủ thật sự không cân nhắc nữa sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 92 đã thành công có được hộp kiếm cổ. Thu Lan chớp chớp mắt nhìn qua, dường như đang muốn nói vừa nãy ngươi còn xuất ngôn ngông cuồng kia mà. Trong gian giữa, thiếu chủ Vân gia tức đến mức sắc mặt đỏ ửng, siết chặt nắm đấm, coi như không nghe thấy lời đấu giá sư nói. Chúc mừng vị khách quý này, với giá 3.000 miếng linh thạch hạ phẩm, đã thành công có được hộp kiếm cổ. Trong lòng thầm than nuối tiếc. Tên thiếu chủ ngu si của Vân gia này vẫn có chút lý trí, bằng không vụ này thật sự đã kiếm lớn rồi. Có điều hiện tại cũng đã lời lắm rồi, vẫn khiến Thu Lan vui mừng không thôi. Ước chừng khoảng sau thời gian một tách trà, hai người đàn ông liền khiêng hộp kiếm đến phòng riêng của Lâm Nhất. Quản sự Hắc Y hộ tống tới cười nói, Lâm công tử, hộp kiếm của ngươi đã được mang tới rồi đây. Lâm Nhất khẽ gật đầu, linh thạch khấu trừ luôn vào chỗ sừng hoàng kim ngưu của ta được không? Được thôi. Đợi sau khi đám người rời khỏi, Lâm Nhất quan sát tỉ mỉ hộp đựng kiếm. Hộp đựng kiếm cổ xưa, dì xét loang lổ, nhìn trông quả thực có chút rách nát, nhưng cổ vận toát ra thì lại không giả. Vẻ ngoài so với tưởng tượng cần phải kiên nhẫn quan sát lại nhiều hơn, hoa văn bên ngoài hộp kiếm mang cho người ta có cảm giác phong cách cổ xưa nồng đậm. Trong khoảnh khắc mở ra, giống như Thu Lan đã nói, khí lạnh ập tới, lạnh đến thấu xương. Không tệ. Lâm Nhất tỏ ra hài lòng, điểm mà hắn coi trọng nhất của hộp đựng kiếm chính là điểm này, sau này có thể đặt cánh hoa tươi vào bên trong. Hàn khí mát lạnh có thể bảo quản hương hoa được lâu dài, sẽ không bị chóng tàn. Táng hoa kiếm hiện tại so với huyền khí thì vẫn còn chút chênh lệch, cần phải dùng hương hoa để dưỡng. Mặc dù trước mắt không gấp, nhưng cũng cần phải chuẩn bị tốt trước. Nhưng điều khiến hắn có chút ngạc nhiên đó là chẳng qua chỉ là một hộp kiếm có độ dày bằng nửa ngón út mà lại nặng như vậy. Chương 93 là tứ đại gia tộc đang tranh giành. Xem ra cái hộp kiếm này có chút môn đạo, những nhà giám định bảo vật kia cũng không hẳn đã đưa ra giá khởi điểm một cách mơ hồ. Hội đấu giá dần dần kết thúc, rất nhanh đã tới vật đấu giá cuối cùng. Tiếp sau đây là vật chính trong buổi đấu giá lần này, thiết nghĩ mọi người đã nghe nói rồi. Vật phẩm đấu giá lần này chính là 10 cây huyết diễm cốt. Huyết diễm cốt chính là nguyên liệu chính chế tạo huyết diễm giáp, có huyết diễm giáp thì khi đối mặt với một kích võ đạo tầng 9 cũng không đến nỗi chí mạng. Giá trị của vật này ta không cần phải giới thiệu nhiều nữa,
Giá khởi điểm 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Thu Lan có chút tự tin với vật phẩm đấu giá cuối cùng này, căn bản không cần phải giới thiệu gì nhiều. Trực tiếp kết thúc, báo ra một cái giá khiến toàn hội trường khó thở. 2 vạn miếng linh thạch hạ phẩm, một con số khổng lồ. Rất nhiều võ giả trong đại sảnh đều âm thầm lè lưỡi, số lượng linh thạch hạ phẩm này cho dù bọn họ có vất vả cả đời e là cũng không tích lũy đủ được. 2.500.000 linh thạch hạ phẩm. Thiếu chủ Vân gia từ nãy vẫn tức đến nghẹn họng lập tức báo giá, nóng lòng muốn thể hiện tài lực của mình. Hơn nữa trực tiếp một mạch tăng giá thêm 5.000 miếng linh thạch hạ phẩm. 3 vạn. 4 vạn. 5 vạn. Nhưng rất nhanh, giá của hắn ta nhanh chóng bị báo giá của người khác che khuất, 5.000 linh thạch hạ phẩm thêm vào không đáng nhắc đến. 10 cây huyết diễm cốt gần như trong nháy mắt đã đạt đến cái giá 5 vạn miếng linh thạch hạ phẩm khiến người khác kinh ngạc. Là tứ đại gia tộc đang tranh giành. Đằng sau tứ đại gia tộc đều có một tông môn hỗ trợ, không biết lần này, ai có thể trở thành kẻ thắng cuộc chân chính. Ta đoán, vẫn là Tử Viêm môn hỗ trợ Vân gia. Mấy năm nay, thực lực của Tử Viêm môn không ngừng bành trướng, âm ỉ có tình hình khiêu khích Thanh Vân môn, 10 cây huyết diễm cốt chắc chắn là bắt buộc phải có được. Xem đi, những tông môn khác cũng không chịu ngồi không, không dễ dàng nhường lại huyết diễm cốt đâu. Chương 94 Lâm công tử, đi thong thả. Lâm Nhất vui vẻ xem kịch hay, tứ đại tông môn cạnh tranh càng lợi hại càng tốt. 5 vạn rưỡi. 6 vạn. Giá cạnh tranh một đường tăng cao vọt lên, sau khi thiếu chủ Vân ra báo giá 6 vạn thì không còn người tăng giá nữa. 6 vạn miếng linh thạch hạ phẩm đã là một con số vô cùng khoa trương rồi, vượt xa giá thị trường. Xem ra Tử Viêm môn này quả thật là quyết tâm phải có được huyết diễm cốt. Trái tim của Lâm Nhất lên xuống liên tục, có chút khó mà bình tĩnh lại được, cho dù là nhường một phần lại cho đồng hồ. Cũng vẫn có thể lấy được hơn 5 vạn linh thạch hạ phẩm, một con số khổng lồ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một lát sau, quản sự áo đen đi vào trong gian giữa. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất hoàn toàn đã thay đổi, cười nói, Lâm công tử, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Đến bây giờ ta mới biết người mà ông chủ đồng ủy thác hóa ra lại chính là các hạ, trước đó đúng là có mắt như mù rồi. Nói xong bèn đưa một cái túi chữ vật tới. Lâm Nhất thận trọng nhận lấy, mở ra xem, chất ních trong đó toàn là linh thạch hạ phẩm. Sau khi kiểm kê cẩn thận xong, xác nhận số lượng chính xác, tổng cộng 5.400.000 miếng. 6.000 miếng linh thạch còn lại đã tới tay đồng hồ. Gần như chẳng làm gì đã có không 6.000 miếng linh thạch hạ phẩm, đối với đồng hồ mà nói vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Nếu thiếu chủ Vân gia mà biết, 7 vạn miếng linh thạch của hắn ta đã đến tay Lâm công tử thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Quản sự áo đen khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, thiếu chủ Vân gia nếu như biết được chân tướng thì có lẽ sẽ tức đến thổ huyết mất. Chỉ là, ai thèm để ý chứ? Lâm Nhất khẽ mỉm cười, không tiếp lời, chắp tay nói cáo từ. Lâm công tử, đi thong thả. Nhìn bóng lưng của Lâm Nhất đi xa, lòng tham trong mắt quản sự áo đen chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, đáng tiếc là đệ tử của Thanh Vân Môn, tuổi còn trẻ, lại có thực lực như vậy, chỉ sợ thực lực của trưởng bối ở Thanh Vân Môn không nhỏ. Nếu như không phải ông ta nhận định như vậy, thì Lâm Nhất có thể đi ra được hay không cũng khó nói. Chương 95 Dưỡng Tâm Đan. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất rời khỏi phòng đấu giá, đến gặp đồng hồ ở Vạn Bảo Các. Chúc mừng Lâm công tử kiếm được một khoản tiền lớn như vậy, e là còn chưa biết phải dùng vào đâu, đúng không? Dường như ông đoán được ta sẽ đến. Đồng hồ cười khẽ, đương nhiên rồi, trên tay cầm một lượng lớn linh thạch như vậy, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ đến việc phải tiêu như thế nào. Ông đã đoán đúng, quả thật ta muốn mua vài thứ. Lâm Nhất cũng không khách sáo với đồng hồ. Hắn nói thẳng, ta cần đan dược, loại tốt hơn so với hóa huyết đan. Ngoài ra, ta còn muốn đổi một ít linh thạch trung phẩm ở chỗ ông. Đồng hồ trầm ngâm nói, với cảnh giới của ngươi hiện tại, thật ra dùng hóa huyết đan là đủ rồi, thậm chí dư xài, hoàn toàn không cần lãng phí linh thạch. Võ đạo tầng 6 rèn luyện lục phủ ngũ tạng, hóa huyết đan vẫn có tác dụng rất lớn, hoàn toàn đủ. Lâm Nhất nói khẽ, trong kỳ thi giữa năm của Thanh Vân Môn, đối thủ ở vòng tiếp theo của ta là một đệ tử ngoại môn có tu vi gần tiếp cận võ đạo tầng 8. Việc này... Đồng hồ lén nhìn Lâm Nhất một cái,
thận trọng nói thật ra thì với tu vi hiện tại của ngươi, gặp phải đối thủ như vậy e là khó mà thắng được. Nếu ngươi cần một vài loại đan dược bộc phát, ta có thể cung cấp, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Lâm Nhất mỉm cười, không cần, ta chỉ cần một viên đan dược có thể giúp tăng tốc tiến độ tu luyện võ đạo tầng 6, để thử xem có thể thăng cấp lên tầng 7 trước khi thi đấu hay không. Ông chủ Đồng không cần phải quan tâm đến những vấn đề khác. Vậy thì ta cũng không nhiều lời, đương nhiên chỗ ta có đan dược tốt hơn hóa huyết đan, đó chính là dưỡng tâm đan, trong ngũ tạng lục phủ, trái tim là quan trọng nhất, võ đạo tầng 6 cũng chủ yếu rèn luyện trái tim. Đồng Hồ nhìn Lâm Nhất, trầm ngâm nói, nếu ngươi muốn, ta có thể bán cho ngươi một viên, chắc giá là 4.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Dưỡng tâm đan. Lâm Nhất cũng đã từng nghe qua loại đan dược này, nhưng không hiểu rõ cho lắm, dường như ở Thanh Vân Môn không thể đổi loại thuốc này. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mang đến cống hiến cực lớn, mới có thể được ban thưởng. Rất nhiều đệ tử nội môn cũng không có được, phải nói là vô cùng hiếm, dù là Thanh Vân Môn cũng không chữ được nhiều. Gần như là đổi từ bên ngoài, cực kỳ quý hiếm. Ông chủ Đồng quả thực là bản lĩnh, ngay cả dưỡng tâm đan mà cũng có. Chương 96 hạt giống tiên thiên. Lâm Nhất nhìn đối phương bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đồng Hồ cười ha hả, chiêu bài của Vạn Bảo Các ta không phải hư danh đâu đấy, chẳng những thế, ta còn có đan dược tốt hơn so với dưỡng tâm đan. Ồ! Lâm Nhất chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại có thể moi ra được tin tức như vậy. Tuy nhiên, ngươi đừng có hỏi nữa, với cảnh giới của ngươi, trong vòng 1-2 năm tới không thể dùng được. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Lâm Nhất, ông chủ Đồng cười khẽ một tiếng, tỏ vẻ thần bí. Lâm Nhất động tâm tư, liền nói, chưa chắc, ta đã thiếu một món nợ ân tình sâu nặng, còn chưa biết phải báo ân như thế nào đây. Ông nói thử xem, nếu đủ giá trị, bao nhiêu linh thạch ta cũng mua. Thấy Lâm Nhất nghiêm túc như vậy, Đồng Hồ suy tư hồi lâu rồi đáp, Thiên Nguyên Đan. Có tác dụng gì? Dưỡng tâm đan thì hắn còn loáng thoáng nghe nói đến, nhưng Thiên Nguyên Đan thì chưa từng được nghe qua. 10 tầng võ đạo, mỗi tầng có một chướng ngại, nếu luyện đến tầng 9, muốn đột phá để thăng cấp lên tầng 10, ngưng tụ một hạt giống tiên thiên quả thật không phải chuyện đơn giản, chướng ngại ở tầng này tựa như một cái lạch trời. Đồng Hồ dừng lại một chút rồi nói tiếp, Thiên Nguyên Đan có thể tăng cơ hội thăng cấp lên võ đạo tầng 10 thêm 3 phần. Hạt giống tiên thiên. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, xem ra Đồng Hồ không phải người bình thường, cho đến nay, hắn chưa từng nghe nói qua những kiến thức mà ông ta vừa giảng giải, hạt giống tiên thiên là thứ gì. Đồng Hồ cười khẽ, đúng vậy. 10 tầng võ đạo được xưng là ngụy tiên thiên, sẽ ngưng tụ nội kình cùng khí huyết toàn thân để kết tinh thành một hạt giống tiên thiên. Chỉ khi phá vỡ hạt giống tiên thiên mới chính thức tiến vào tiên thiên, đến lúc đó, người sẽ thấy mọi thứ trở nên khác biệt. Ta mua. Lâm Nhất không nói nhiều, trực tiếp đưa ra quyết định của mình. Tạm thời hắn vẫn chưa cần dùng đến, nhưng đối với Tô Hàm Nguyệt, hẳn là trong nay mai sẽ cần. Với thiên phú và tu vi của Tô Hàm Nguyệt, cũng chỉ có Thiên Nguyên Đan mới đủ sức hấp dẫn đối với nàng. Còn những thứ bảo vật khác, trước mặt nàng đều là trò cười. Ngẫm lại, suốt 2 năm qua, Tô Hàm Nguyệt đã tiện tay ban thưởng cho nguyên chủ rất nhiều đan dược quý giá. Từ đó có thể thấy được xuất thân của nữ tử này không tầm thường. Vì lẽ đó, ánh mắt nàng ta đã sớm cao hơn đầu, coi nhẹ những thứ tầm thường. Lúc trước hắn đã từng nói sẽ hoàn trả gấp 10 lần, đã nói được thì phải làm được, dù có tiêu tốn nhiều hơn nữa, Lâm Nhất cũng không tiếc, bởi vì đây là một cây gai trong lòng hắn. Đồng Hồ ngỡ ngàng, ông ta không ngờ Lâm Nhất lại kiên quyết như vậy. Chương 97 ta tin ông mới là lạ đấy. Khóe miệng ông ta nhếch lên. Để lộ một nụ cười nghiền ngẫm, rồi khẽ nói, ngươi cam tâm tặng người khác đan dược quý giá như vậy à? Đây chính là bảo vật trấn điếm của ta, trưởng lão của các tông môn lớn bỏ một cái giá cao ra để mua đều bị ta cự tuyệt. Nói giá đi. Thương nhân chỉ quan tâm đến lợi ích, cái gọi là bảo vật trấn điếm, có thể bán hay không chỉ là vấn đề giá cả. Đồng Hồ nhắm mắt lại, cười nói, 4.000 miếng linh thạch hạ phẩm, chắc giá. Thành giao. Chỉ trong chốc lát, Lâm Nhất đã mua được một viên dưỡng tâm đan cùng một viên thiên nguyên đan, và 10.000 miếng linh thạch hạ phẩm đổi thành 10 miếng linh thạch trung phẩm. Vừa khéo, 54.000 miếng linh thạch hạ phẩm đã xài hết. Lâm Nhất cười tự giễu, đúng là khéo, không nhiều hơn một phần, không ít đi một phần,
Toàn bộ linh thạch ở chỗ ta đều chảy vào túi ông chủ đồng cả rồi. Đồng hồ biết Lâm Nhất đang chào phúng ông ta, ngầm nói ông ta gian trá, thế nhưng thương nhân có một ưu điểm, đó chính là da mặt dày. Đồng hồ ngượng ngùng cười, Lâm công tử nói đùa, như vậy đi, ngươi tùy tiện chọn một thứ trong vạn bảo các của ta, thích cái gì cứ lấy, coi như là quà tri ân. Được, vậy ta sẽ không khách sáo. Lâm Nhất đứng dậy, đi theo đồng hồ dạo quanh một vòng vạn bảo các. Trong vạn bảo các gần như cái gì cũng có, đan dược, bí tịch, vũ khí, kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều thứ linh tinh mà Lâm Nhất không biết. Mỗi lần hắn cầm một món lên, mí mắt đồng hồ đều giật giật mấy cái, miễn cưỡng nở nụ cười. Tuy là ngoài miệng nói cứ lấy tùy thích, nhưng bản chất thương nhân vẫn là thương nhân, đồng hồ cảm thấy đau lòng không thôi. Dạo quanh một vòng, cuối cùng Lâm Nhất bước đến kệ chứa công pháp võ kỹ. Liệt Sơn Đao Pháp, 4.000 miếng linh thạch hạ phẩm. Liếc mắt thấy bộ võ kỹ này, Lâm Nhất có cảm giác rất quen thuộc, chợt, hắn nhớ ra, đây là đồ mà hắn bán cho đồng hồ. Nhớ không lầm lúc đó lão cáo già này đã mua với giá 1.500 miếng linh thạch hạ phẩm. Lâm Nhất quay đầu nhìn thì thấy đồng hồ cười giả lả, giá niêm yết, đây chỉ là giá niêm yết thôi, sao có thể bán với giá cao như vậy được. Lâm công tử chớ có nghĩ nhiều, từ khi bước chân vào làm ăn đến nay, tại hạ chưa từng lựa gạt bất kỳ một ai. Lâm Nhất thầm cười lạnh, ta tin ông mới là lạ đấy. Lại đi thêm vài bước, phần giới thiệu của một quyển bí tịch khiến hắn chú ý. Chương 98 mau tránh ra cho ta. Cút. Đồng hồ liếc nhìn, thấy đó không phải vật có giá trị thì cười nói, không thành vấn đề. Tuy nhiên, bí tịch này chỉ có luyện dược sư mới có thể tu luyện, hơn nữa còn rất nhàm chán, nó không có tác dụng quá lớn đối với ngươi. Không sao, nếu được, ông cho tôi thêm một hạt giống bạch tàn hoa là được. Đương nhiên Lâm Nhất có chỗ để dùng, nhưng hắn không cần phải nói với đồng hồ. Đơn giản. Đồng hồ cũng cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ là có thể dễ dàng đuổi Lâm Nhất đi như vậy, ông ta còn tưởng hắn sẽ chọn một số món quý giá cơ đấy. Sau khi giao hạt giống bạch tàn hoa cho Lâm Nhất, đồng hồ mừng rỡ tiến hắn ra ngoài, ông ta cứ huyên thuyên không ngừng, còn nói hoan nghênh hắn lần sau lại đến. Rời khỏi vạn bảo các, Lâm Nhất thoáng quay đầu nhìn lại, trong lòng có vô vàn cảm xúc, lần trước chi tiêu, mua rồi lại mua, hơn 3.000 linh thạch hạ phẩm đều tiêu sạch. Lần này còn thảm hơn, hơn 5.000 linh thạch hạ phẩm cũng tiêu sạch. Đúng là cái hố ăn người không nhà xương mà, nhưng có chơi có chịu, cũng đành vậy thôi. Đã không còn sớm, ta nên quay về tông môn rồi. Nhìn sắc trời, Lâm Nhất bước nhanh hơn, chuẩn bị rời khỏi thành Bạch Thủy. Buổi đấu giá được tổ chức tại thành Bạch Thủy khiến cho nơi này vốn đã phồn hoa nay còn sầm uất hơn. Sắp chạng vạng, vậy mà trên đường vẫn tấp nập, bốn phía đều có võ giả đi lại. Giá, giá, giá. Vừa đi được tầm 5 phút thì ở phương xa vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ầm. Cùng với âm thanh đó, sát khí yêu ma dày đặc ập đến, cách thật xa vẫn có thể khiến người ta dựng tóc gáy. Mau tránh ra cho ta. Cút. Bộp, tiếng vó ngựa chói tai cùng vô số tiếng quát từ xa vọng đến. Con đường đông đúc thoáng cái trở nên hỗn loạn. Người xung quanh vội vàng né sang hai bên, bầu không khí trở nên ồn ào, náo động. Chương 99 vậy thì chiến. Lâm Nhất ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt hắn là một đám người cưỡi ngựa đang điên cuồng lao đến. Con tuấn mã dẫn đầu một thân đỏ sẫm như máu, vô cùng cao lớn. Mỗi một bước chân của nó tạo thành tiếng vang quanh quẩn bên tai không dứt, khiến lòng người run sợ. Hai mắt nó tràn đầy sát khí, một thân sát khí kinh nhân, đây đích thực là một con yêu thú. Lâm Nhất hít mắt nhìn, phút chốc, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, người nọ chính là thiếu chủ Vân gia. Đám võ giả theo sau hắn ta đều là cao thủ có tu vi thấp nhất là võ đạo tầng 6, bọn họ đang điên cuồng lao về phía trước. Thiếu chủ Vân gia nhe răng cười, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất và nói, tên họ Lâm kia, ta chờ ngày này đã lâu, nếu ngươi đã đến thành Bạch Thủy, vậy thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Hóa ra là thiếu chủ Vân gia bị Lâm Nhất làm bẽ mặt trong buổi đấu giá. Đợi hắn rời đi, tên nhóc này liền cho người theo dõi. Khi biết được Lâm Nhất đang ở vạn bảo các, thiếu chủ Vân gia lập tức triệu tập hộ vệ, phục kích sẵn trên đường, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, chờ bắt hắn. Con đường vốn đông đúc thoáng cái trở nên quạnh quẽ, trên đường, ngoại trừ Lâm Nhất,
tất cả mọi người đều đã sớm né sang hai bên. Võ giả đứng hai bên đường đồng tình nhìn Lâm Nhất. Người này đã đắc tội với thiếu chủ Vân gia, lại còn không trốn cho nhanh. Có ai không biết thiếu chủ Vân gia nổi danh là ác bá ở thành Bạch Thủy, những kẻ đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Chiến mã hắn cưỡi chính là yêu thú huyết long mã, chỉ riêng nó thôi đã có thực lực võ đạo tầng 7 rồi. Hình như nó là thần mã trấn trạch của Vân gia, vậy mà lại để tên phá gia chi tử này tùy tiện cưỡi như vậy. Trên đường, thiếu chủ Vân gia dẫn theo hộ vệ hùng hổ lao đến, phút chốc, bọn họ chỉ còn cách Lâm Nhất không đến ngàn mét. Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Nhất, ban đầu, hắn định lần vào đám người hai bên để chạy trốn, nhưng ngẫm lại, so với bọn họ, hắn không quen thuộc với địa hình ở thành Bạch Thủy, sớm muộn gì cũng bị bắt lại, đến lúc đó, đối mặt với 10 tên hộ vệ võ đạo tầng 10, e là sẽ bị giày vò đến chết. Vậy thì chiến. Thoáng chốc, Lâm Nhất đã có quyết định của mình, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén như lợi kiếm. Hắn chỉ có một cơ hội, đảm bảo ra tay một lần có thể giải quyết đám người này, nếu không, bị bọn họ chặn lại, e là ngay lập tức sẽ càng có thêm nhiều hộ vệ của Vân gia chạy đến trợ giúp. Chương 100 tụ kiếm thành phong. Một chiêu không thành, ắt chỉ có một con đường chết. Tay trái nắm chặt Táng Hoa kiếm khẽ run lên, cả người Lâm Nhất kéo căng như dây cung, hắn đang vận sức chờ bộc phát. Thoạt nhìn, mọi người còn tưởng hắn sợ đến mức phát run, đã quên phải chạy trốn. Thiếu niên này sao còn không chạy? Bị sợ choáng váng rồi à? Ven đường, nhiều người thấy vậy đều không khỏi lo lắng thay Lâm Nhất. Đám hộ vệ Vân gia cưỡi trên những con ngựa cao to hung hăng lao đến, ngay khi bọn họ cách Lâm Nhất khoảng 100 mét. Hắn hành động. Lâm Nhất bước lên một bước, nhưng chỉ một bước này đã khiến gió bão nổi lên, long hổ sinh uy. Từ trên người Lâm Nhất, áp lực vô cùng mạnh mẽ điên cuồng bộc phát. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt bọn họ, đám hộ vệ Vân gia đang cưỡi tuấn mã đồng loạt mất khống chế, lắc lư dữ dội. Thình lình, 20 tên hộ vệ, bao gồm thiếu chủ Vân gia đều bị long hổ sinh uy bộc phát từ trên người Lâm Nhất đánh bay. Víu. Lâm Nhất vận sức đã lâu, thoáng chốc, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn tung người bay lên. Tụ kiếm thành phong. Táng Hoa kiếm tựa như một làn thu thủy bắn ra tung tóe. Điên cuồng xoay tròn trong lòng bàn tay Lâm Nhất, nội kình thuần dương công phút chốc bị hút vào trong kiếm. Còn chưa hết. Chiêu thức mà Lâm Nhất muốn thi triển chính thức là Lưu Phong kiếm pháp đại thành hồi quang lưu ảnh, cho đến nay, chiêu này vẫn chưa được hắn mang ra thực chiến. Giữa không trung, Lâm Nhất lao người theo kiếm, lên xuống xoay chuyển. Nhất thời, kiếm ảnh đầy trời, chói mù mắt người. Một vùng trời toàn là ánh kiếm, cùng với đó máu tươi văng tung tóe. Hình ảnh chớp nhoáng, nhanh tựa như sấm. Đến khi Lâm Nhất rơi xuống đất, trên người mỗi võ giả Vân gia giữa không trung đều có ít nhất 3 vết thương từ kiếm. Ầm ầm ầm. Chương 101 huyết long mã của ta. Cả đám tựa như bùn nhão ầm ầm rơi xuống đất, rên rỉ không thôi, lăn qua lộn lại. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, bắt đầu từ lúc Lâm Nhất bước ra một bước cho đến khi hắn rơi xuống đất, cùng lắm chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Nhưng trong 3 giây này, thế cục đã đảo ngược. Cộp cộp cộp. Ngay lúc đó, võ giả đứng ven đường biến sắc, không khỏi kinh hô một tiếng. Nhìn thấy chủ nhân bị thương, huyết long mã hung tợn giống lên một tiếng. Sát khí bạo ngược trên người nó tràn ra, huyết long mã tức giận lao về phía Lâm Nhất, nếu như bị nó đá một cú, e là hắn sẽ trọng thương. Nhưng lúc này, Lâm Nhất lại mỉm cười, dáng vẻ bình tĩnh ung dung. Hắn thu kiếm vào vỏ, rồi duỗi tay khẽ vỗ một cái, vừa vặn rơi trên đầu huyết long mã đang hung hăng lao đến. Mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi. Phịch. Huyết long mã vốn đang nổi giận lại bị chấn nhiếp bởi một cái vỗ của Lâm Nhất, nó hoảng sợ khuỵu chân, quỳ rạp xuống. Cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt khiến quần chúng vây xem đều ngơ ngác. Rõ ràng là huyết long mã đang hừng hực lửa giận. Rõ ràng là Lâm Nhất chỉ vỗ nhẹ một cái, nhưng sao nó lại quỳ xuống rồi. Lâm Nhất không để tâm đến bọn họ, hắn tiến lên nắm lấy dây cương, tung người phóng lên ngựa. Huyết long mã của ta. Cả người thiếu chủ Vân gia toàn là máu, hắn ta nằm dạp trên đất, không cách nào đứng dậy được. Lúc này, sắc mặt hắn ta đã thay đổi mấy lượt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như sắp khóc òa lên. Huyết long mã đứng dậy. Lâm Nhất từ trên cao nhìn xuống thiếu chủ Vân gia,
thản nhiên nói, con huyết long mã này, nếu ta từ chối thì quá vô lễ. À, đúng rồi, ta còn muốn nói với ngươi một chuyện, 10 cây huyết diễm cốt là do ta bán ra đấy. Cái gì? Thiếu chủ Vân gia ngơ ngác, thoáng chốc, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Giá? Chương 102 đúng thật là thiên lý mã. Tốc độ của huyết long mã cực nhanh, như một tia chớp, chỉ trong thoáng chốc nó mang theo Lâm Nhất biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc này, võ giả Vân gia còn đang nằm la liệt trên đường, trước đó bọn họ đã bị hồi quang lưu ảnh làm trọng thương, sau lại bị móng ngựa đạp lên, có thể nói là vô cùng thê thảm, khiến người không dám nhìn. Vèo. Đồng hồ nhảy từ trên mái hiên của lầu các bên cạnh xuống, nhìn võ giả Vân gia nằm trên đất, ông ta cảm thấy có hơi bất ngờ. Khá lắm, ta đã chạy thật nhanh đến, vậy mà còn không nhanh bằng tên tiểu tử này. Nghe tin người của Vân gia làm khó Lâm Nhất, đồng hồ đã lập tức chạy đến. Vốn dĩ ông ta định đến giải vây, giúp hắn ra khỏi thành, nhưng không ngờ lúc đến nơi, ngay cả cái bóng của Lâm Nhất cũng không thấy. Đồng hồ mỉm cười hài lòng, nói khẽ, không uổng công ta phá lệ bán thiên nguyên đan cho ngươi, quả nhiên có bản lĩnh. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời thành Bạch Thủy xuất hiện một luồng khói đỏ. Lập tức, luồng khói kia nở tung thành pháo hoa, đó chính là dấu hiệu của Vân gia. Sau khi pháo hoa xuất hiện, võ giả thuộc thế lực Vân gia trong thành Bạch Thủy từ bốn phương tám hướng bắt đầu hành động. Đồng hồ nhìn pháo hoa trên không trung, đám người này nắm bắt tin tức nhanh thật, hy vọng tiểu tử kia có thể thuận lợi quay về tông môn. Trên thực tế, ông ta cũng không biết Lâm Nhất đã cướp được huyết long mã. Lại nói, yêu thú huyết long mã có thực lực võ đạo tầng 7, tính cách vô cùng hung tợn đang mang theo Lâm Nhất lao nhanh trên đất bằng. Thời điểm pháo hoa xuất hiện, Lâm Nhất đã rời khỏi thành. Hắn cưỡi huyết long mã chạy như điên suốt 2 ngày 2 đêm, bóng dáng Thanh Vân Môn đã thấp thoáng đằng xa, lúc này, hắn mới thở hắt ra một hơi. Nghỉ một chút đã. Lâm Nhất cảm giác mông mình sắp bị mài nát rồi, vậy mà huyết long mã vẫn bừng bừng khí thế, thoạt nhìn không có chút gì là mệt mỏi. Đúng thật là thiên lý mã. Nó không cần nghỉ, nhưng Lâm Nhất thì cần. Nhẩm tính thời gian, vòng quyết đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày kia. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, thật ra hắn không quá để tâm đến chuyện trong thành Bạch Thủy, cái mà hắn quan tâm lúc này chính là làm sao để chống lại Chu Vân trong kỳ thi giữa năm sắp tới. Nếu như thua, chương 103 thế nhưng nó vẫn không ngừng vận chuyển. Với tính tình của Chu Vân, chắc chắn hắn ta sẽ phế bỏ mình ngay tại chỗ. Ai có thể cứu được mình chứ? Tô Hàm Nguyệt ư? Không được. Ngày đó, trong cơ quan đường, thái độ cao ngạo, thờ ơ của Tô Hàm Nguyệt khiến Lâm Nhất cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu lại tiếp tục nhờ đối phương cứu giúp, e là từ trên xuống dưới trong tông môn đều sẽ cười nhạo hắn. Từ trước đến nay, Lâm Nhất không để ý đến thái độ của người ngoài, nhưng không hiểu vì sao, cứ hễ chuyện có liên quan đến Tô Hàm Nguyệt thì hắn lại không thể nào chấp nhận được. Đó là sự kiêu ngạo phát ra từ trong xương, hắn không chấp nhận sự bố thí của người khác. Vận mệnh phải được nắm giữ trong tay mình. Trong đêm tối, hai mắt Lâm Nhất sáng như sao trời, vô cùng kiên định. Hắn không nghĩ nhiều, bèn lấy 10 miếng linh thạch trung phẩm ra. Một miếng linh thạch trung phẩm tương đương với 10 miếng linh thạch hạ phẩm, bên trong nó ẩn chứa linh khí thuần khí mà dồi dào. Lâm Nhất cầm 2 miếng trong tay, sau đó khoanh chân nhắm mắt, thuần dương công tầng 3 từ từ vận chuyển, nội kình mạnh mẽ theo đó mà động. Linh khí khổng lồ từ trong linh thạch trung phẩm tựa như Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn. Gần như thuận lý thành trương, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thuần dương công đã sớm đạt đến bình cảnh, chỉ trong chốc lát đã đột phá, thăng cấp lên tầng 4. Thế nhưng nó vẫn không ngừng vận chuyển. Bỏ ra 10.000 miếng linh thạch hạ phẩm để đổi lấy linh thạch trung phẩm, đương nhiên, cái Lâm Nhất muốn không chỉ có thế. Hắn muốn đột phá tầng 5 chỉ trong một lần, đồng thời tu luyện thuần dương công đến viên mãn đỉnh phong. Tu luyện thuần dương công không cần có kỹ xảo hay ngộ tính gì cả, cái quan trọng chính là tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều thì thuần dương công vừa bá đạo vừa mạnh mẽ sẽ càng thăng cấp nhanh chóng. Từ lúc ban đầu cho đến hôm nay, thuần dương công của hắn vốn dựa vào thiên tài địa bảo mà thành, đột phá tầng 2 cần có 1 viên huyết hóa đan không ngừng bổ trợ. Còn bây giờ thì nhờ vào 10 miếng linh thạch trung phẩm tích lũy để bộc phát. Chương 104 ngọn lửa đang thiêu đốt.
Sau nửa canh giờ, hai miếng linh thạch trung phẩm đã bị tiêu hao sạch. Lâm Nhất mở lòng bàn tay ra một cái, lại có thêm hai miếng linh thạch trung phẩm xuất hiện trên tay hắn. Đến tầng 5, Thuần Dương Công tựa như một con mãnh thú vô cùng tham lam, không ngừng hấp thu linh khí dồi dào từ linh thạch trung phẩm. Nội lực mạnh mẽ không ngừng lưu chuyển khắp thân thể. Trong lúc linh khí đang tẩm bổ cho thân thể, Lâm Nhất cũng vận lực để luyện rèn ngũ tạng lục phủ của chính mình. Nhân cơ hội tốt này, Lâm Nhất không chút do dự mà nuốt luôn viên dưỡng tâm đan. Dược lực mạnh mẽ và linh khí của linh thạch trung phẩm kết hợp lại với nhau, nhanh chóng dung hòa vào trong tim. Thịch thịch thịch. Trái tim hắn nhất thời đập thình thịch, bộc phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ. Dưới sự bồi dưỡng của dưỡng tâm đan, độ khỏe mạnh của trái tim Lâm Nhất cũng nhanh chóng được cải thiện một cách đáng kể. Ngay sau đó, những phủ tạng còn lại cũng không ngừng tiếp nhận sự bồi dưỡng, cả người hắn lúc này đang phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Những sợi tóc dài đen tuyền cứ thế tung bay. Tu vi võ đạo tầng thứ 6, nhanh chóng đột phá với tốc độ khó tin. Hiệu lực của dưỡng tâm đan vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Nhất, phối hợp với Thuần Dương Công cùng hiệp trợ lẫn nhau, tạo thành mối liên hệ tương tác bổ sung ngoài ý muốn, khiến cả tu vi lẫn công pháp đều được tăng mạnh. Vào lúc 10 viên linh thạch trung phẩm đều đã bị hấp thu hết, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, quanh người hắn phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ, hệt như ngọn lửa bốc cháy trong màn đêm. Sau đó Lâm Nhất mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt hắn như bùng lên, sức mạnh ngập tràn. Thuần Dương Công đang tiêu hao năng lượng của 10 viên linh thạch trung phẩm, kết hợp với sự chuyển vận của dưỡng tâm đan, cuối cùng đã lên đến mức độ đỉnh cao viên mãn. Lâm Nhất đứng dậy, vừa hơi vận công thì nội lực đã điên cuồng chuyển động khắp thân thể. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng sức, dưới sự bộc phát của nội lực trong người, dường như bàn tay hắn đang phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Thoạt nhìn còn thật sự tưởng rằng đó là ngọn lửa đang thiêu đốt. Chương 105 con ngựa này thật sự vô cùng tàn bạo. Lâm Nhất không hề xa lạ gì chuyện này, sau khi công pháp cấp cao đạt đến giai đoạn viên mãn đều sẽ phát ra những thứ hơi bất thường. Giống như trong trận quyết đấu giữa Thiếu Môn Chủ và Liễu Tùy Phong vậy. Liễu Tùy Phong vừa phát động Tử Vân Quyết, cả ngón tay của hắn chẳng khác nào hóa thành màu xanh bích ngọc tựa lưu ly. Trong Thanh Vân Môn không có quá nhiều người tu luyện Thuần Dương Công, chỉ là vì tài nguyên không đủ, tốc độ thăng tiến chậm chạp. Uy lực của công pháp cũng không thua kém Tử Vân Quyết quá nhiều. Keng. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, vận chuyển nội lực tràn vào trong thân kiếm, lưỡi kiếm lạnh băng lập tức phát ra ánh kiếm lờ mờ. Chói mắt đến cùng cực trong màn đêm vô tận. Kiếm tốt, vận chuyển nội lực mà chỗ nào cũng đều thông thuận. Lâm Nhất cất tiếng khen ngợi. Nếu là binh khí phẩm chất không cao, trong quá trình dồn nội lực vào thì sẽ tạo thành ngăn trở giữa kiếm và người, tiêu hao không ít nội lực. Nhưng thanh Táng Hoa kiếm trong tay hắn lúc này lại không hề gặp phải trở ngại, thậm chí còn tăng cường bổ trợ cho nội lực của Lâm Nhất. Với Thuần Dương Công viên mãn hiện giờ, chắc hẳn có thể không phân cao thấp về mặt nội lực với Chu Vân sở hữu tu vi tầng thứ 7 đỉnh cao. Đáng tiếc. Vẫn thiếu một chút nữa mới có thể thăng lên được võ đạo tầng thứ 7. Thuần Dương Công giai đoạn viên mãn vẫn chưa thể giúp hắn đột phá thêm tu vi. Cảnh giới hiện giờ của hắn đang dừng lại ở giai đoạn đỉnh cao của tầng võ đạo thứ 6. Thôi vậy, trên đời này làm gì có chuyện nào hoàn mỹ tột cùng đâu. Lâm Nhất thu kiếm vào trong vỏ, thầm thở dài. Hắn quay đầu nhìn lại, song lại không thấy bóng dáng của Huyết Long Mã đâu, bèn tìm kiếm một lượt. Đến khi nhìn thấy nhóc con kia rồi, không ngờ nó lại đang nhấm nháp một con yêu thú. Dáng vẻ hung hãn mà sát khí mà nó đang phát ra khiến Lâm Nhất cứ thế sững người nhìn. Con ngựa này thật sự vô cùng tàn bạo. Yêu thú vốn dĩ đã tàn bạo hung hãn lắm rồi, thế nhưng khi ở trước Huyết Long Mã, nó lại chỉ là một món ăn mà thôi. Chương 106 đa tạ hai vị sư đệ. E là bình thường được nuôi ở nhà họ Vân, con ngựa này đã làm tổn hại không ít người, thế nên trên người nó mới ngập tràn lệ khí như vậy giờ. Huyết Long Mã đang nhấm nháp yêu thú bỗng chốc nhìn Lâm Nhất, trong mắt nó lóe lên thứ ánh sáng tàn bạo. Đi thôi. Thế nhưng Lâm Nhất không hề khách khí với nó, hắn nhanh chóng vận lực nhảy lên trên, rồi bắt đầu điều khiển con ngựa. Uy thế của chúa Sơn Lâm bên trong thân thể hắn hơi áp xuống, khiến cho Huyết Long Mã kia không dám ngọ nguậy thêm chút nào. Lộc cộc lộc cộc. Con ngựa phi nhanh như bay, nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy nó giống như một đường máu dài rằng rặc.
Đến lúc tới cửa sơn môn dưới núi, Lâm Nhất bèn xoay người xuống ngựa. Lâm sư huynh, sao bây giờ huynh mới về vậy, vòng thứ hai trong đợt khảo hạch giữa năm sắp sửa bắt đầu rồi đấy. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, đệ tử trông cửa dưới chân núi liền kinh ngạc nói ra câu này. Gì cơ? Vẻ mặt Lâm Nhất hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc tột cùng. Lẽ nào hắn tính nhầm thời gian rồi sao? Sau khi công pháp được đột phá, hắn cưỡi huyết long mã chỉ mất chừng nửa ngày đã tới đây, theo lý mà nói thì ngày mai mới bắt đầu vòng thi thứ hai mới đúng. Xét về mặt thời gian, có thể nói là vẫn đủ chán. Mau đi đi, nếu đến muộn thì có thể bị hủy tư cách dự thi thật đấy. Nhưng nhìn sắc mặt của đệ tử trong cửa, chắc chắn không thể nào sai được. Đáng ghét thật. Lâm Nhất chợt vỗ bộp vào đầu mình, đột nhiên nhớ ra. Chắc chắn là cái đêm tu luyện kia đã kéo dài tổng cộng một ngày một đêm rồi. Lúc vừa mở mắt ra hắn liền thấy sắc trời sáng rõ, còn tưởng chỉ mất có mỗi một đêm thôi chứ. Đa tạ hai vị sư đệ. Không kịp giải thích điều gì, Lâm Nhất đã lập tức nghiêng người lên ngựa, giục nó phi nước đại. Hai đệ tử trong cửa quay đầu nhìn, nhưng lại không biết bóng lưng kia đã mất hút tận đâu rồi. Chương 107 sao Lâm Nhất lại đến trễ nữa rồi. Diễn võ trường của Thanh Vân Môn. Xung quanh sân đã chật cứng người từ sớm, hơn 2.000 đệ tử ngoại môn vây chặt lấy diễn võ trường đến mức không còn chỗ chen chân. Hôm nay là vòng thi đấu thứ hai của cuộc thi sát hạch giữa năm, vòng này sẽ chọn ra top 10 đệ tử được bước chân vào tông môn. Hơn nữa, đây còn là vòng đấu loại vô cùng tàn khốc, chỉ cần thua một trận thì sẽ mất tư cách thi đấu ngay. Trong 80 người giành chiến thắng từ các đệ tử ngoại môn không có ai là không tài giỏi, có thể tưởng tượng được tinh thần quyết đấu của họ đang ở mức độ nào. Có đệ tử đến từ rất sớm, chỉ vì muốn giành được chỗ đứng gần phía trước hơn. Trên đài cao, trưởng lão tông môn và các đệ tử nội môn đều đã có mặt đầy đủ. Nhưng dường như tình hình có chút không ổn. Đệ tử ngoại môn Chu Vân đã đứng trên đài thi đấu chính được 5 phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đối thủ đâu. Chuyện gì thế? Sao Lâm Nhất lại đến trễ nữa rồi? Cái tên kiếm nô này làm cái quái gì vậy? Có còn xem quy tắc tông môn ra gì nữa không? Vẫn chưa hết 10 phút nên nghiêm túc mà nói thì vẫn chưa bị xem là đến trễ. Có điều làm như vậy thì thiếu tôn trọng người ta quá. He he, mọi người nói xem có khi nào sợ chết nên đã từ bỏ quyền thi đấu rồi không? Ta nghe nói Chu Vân đã tuyên bố trước rồi, hôm nay nhất định sẽ phế bỏ tên kiếm nô này. Cũng đúng thôi, ngươi nói như vậy thì cũng đúng là có khả năng đó, đổi lại là ta thì ta thấy từ bỏ quyền thi đấu vẫn tốt hơn là bị người ta phế. Các đệ tử ở xung quanh bàn tán xôn xao, nói đủ chuyện, tiếng ồn ào cứ văng vẳng không ngừng. Trên đài cao, một trưởng lão khẽ chau mày, hạ giọng nói, tên kiếm nô này thật không coi ai ra gì, ta thấy hay là tuyên bố người thắng cuộc luôn đi. Các trưởng lão khác nghe thấy nhưng không tiếp lời, vì vị trưởng lão này chính là cha ruột của Chu Vân. Không cần vội, đợi thêm chút nữa đi. Chu trưởng lão nên rộng lượng với hậu bối một chút, nếu như sau 10 phút mà vẫn chưa thấy đến thì xử lý theo quy tắc cũng không muộn. Môn chủ Bạch Thiên Minh ngồi ở chính giữa khẽ mỉm cười, an ủi đối phương. Lư hương ở bên ngoài đài thi đấu nghi ngút khói, cây hương đó đang sắp cháy gần hết. Chương 108 hắn nhất định phải đến tham gia trận chiến này. Kẹt, kẹt, kẹt. Chính vào lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập ngoài diễn võ trường, một luồng sáng chói lóa cùng với khí thế ập đến. Yêu thú. Sao lại có yêu thú xuất hiện bên ngoài diễn võ trường chứ? Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều tỏ vẻ kinh ngạc, thi nhau quay người nhìn về sau. Đến cả các trưởng lão ở trên đài thi đấu và các đệ tử nội môn cũng đều thấy khó hiểu. Nhưng sau khi nhìn rõ thì ai nấy cũng bất ngờ, mặt mày biến sắc. Là Lâm Nhất. Lâm Nhất cưỡi một con huyết long mã cao to dũng mãnh, cả người đầy sát khí, quất ngựa phóng đến như bay. Trước sự uy hiếp của huyết long mã, mặc dù Lâm Nhất vẫn chưa đến nhưng các đệ tử ngoại môn đã vội vã nhường đường. Ở trên đài thi đấu, Chu Vân hơi ngây ra, hắn ta liếc mắt nhìn qua thì thấy cây hương trên lư hương đã cháy đến phần cọng. Khóe miệng bất giác để lộ ra nụ cười lạnh lùng, xem ra hắn ta không cần đánh cũng thắng trận này. Nhưng chính vào lúc đó, trên lưng huyết long mã, khuôn mặt thanh tú của Lâm Nhất lại thoáng nét quật cường. Hắn giật mạnh dây cương, huyết long mã hí to rồi hưng phấn nhảy lên theo đà chạy như bay của mình. Bù!
Huyết Long Mã búng thân nhảy lên không trung, bay qua đầu của vô số người rồi đáp mạnh xuống đài thi đấu. Dây cương được giật mạnh, hai chân trước của Huyết Long Mã giơ lên cao, nó hí to lên rồi cố kiềm lại đà phóng điên cuồng của mình. Tiếng vó ngựa vang lên trên đài thi đấu. Dưới ánh mặt trời lúc sáng sớm, mái tóc dài của thiếu niên tung bay, đầy vẻ kiêu ngạo, uy phong lẫm liệt, thần sắc kiên định, không giành được chiến thắng thì tuyệt đối không quay đầu. Hắn nhất định phải đến tham gia trận chiến này. Bỗng dưng thời gian trên đài thi đấu như dừng lại. Rất nhiều đệ tử ngoại môn thấy kinh ngạc bởi cảnh tượng đó, không ai nói được lời nào. Vó ngựa lại chạm đất, Lâm Nhất xoay người, nhảy xuống ngựa, nhìn về phía trọng tài và nói, may là vẫn đến kịp vào phút cuối cùng, có thể bắt đầu rồi. Chương 109 con súc sinh này, tránh xa ra đi. Trọng tài hơi ngây ra, một tiếng rồi mới nói, con ngựa này của ngươi. Lâm Nhất mỉm cười, vỗ nhẹ lên cổ Huyết Long Mã rồi nói, Tiểu Hồng, xuống dưới đi. Cũng không biết ở nhà họ Vân nó tên là gì, Lâm Nhất chỉ tùy tiện gọi đại một tên rồi đuổi Huyết Long Mã xuống dưới đài thi đấu. Huyết Long Mã bị gọi là Tiểu Hồng thì tỏ vẻ không vui, nhưng khi Lâm Nhất vỗ nhẹ lên người nó thì nó vẫn ngoan ngoãn xuống dưới. Huyết Long Mã vừa xuống dưới thì liền bộc lộ tính khí nóng nảy, khiến các đệ tử ngoại môn ở xung quanh đều mặt mày nhăn nhó, chửi bới không ngừng. Con súc sinh này, tránh xa ra đi. Ây già, đừng có đá ta. Ai mắng nó thì nó đá người đó, rõ ràng là một ông tướng con, các đệ tử xung quanh đều cố gắng né thật xa. Bên dưới náo nhiệt thì bên trên cũng không thua kém gì. Chu Vân thấy Lâm Nhất đến trễ thì đã sớm thấy bực bội, càng không ngờ Lâm Nhất lại còn phi ngựa lên đài. Khí thế lẫm liệt đã triệt để dìm uy phong của hắn ta xuống. Phải biết rằng theo mọi người thấy thì Lâm Nhất không thể nào thắng trong trận quyết đấu này. Mọi người đều đến để xem Lâm Nhất thắng nhiều trận liên tiếp, nổi tiếng như con ngựa chiến trong vòng khảo hạch, bây giờ sẽ phải thua thê thảm thế nào. Nhưng ai ngờ, Lâm Nhất mà mọi người đều tưởng rằng phải cụp đuôi làm người lại xuất hiện bằng cách khiến người ta khiếp sợ như thế. Chu sư huynh, đánh chết tên kiếm nô đó đi, đánh cho hắn về lại nguyên hình. Vẫn chưa chính thức bắt đầu thì bên dưới đã có tiếng hét lớn, đó là Trần Tiêu, con chó bên cạnh Chu Vân. Hắn ta bị Lâm Nhất đánh đến ngồi dậy không nổi chỉ bằng một đấm, vì bị thương nghiêm trọng nên đã lỡ mất cuộc thi sát hạch giữa năm. Vì vậy hắn ta rất hận Lâm Nhất, hắn ta là người đầu tiên hét lên. Rất nhanh sau đó, các đệ tử ngoại môn có quan hệ khá tốt với Chu Vân cũng lần lượt hét lên. Trong diễn võ trường rộng lớn, không có ai cổ vũ cho Lâm Nhất cả. Dù một thân một mình không chỗ dựa nhưng Lâm Nhất không hề run sợ, đôi mắt hắn sáng long lanh. Lượt giao đấu thứ hai, ai thua sẽ bị loại, mong hai vị hãy dùng hết sức của mình. Bắt đầu. Chương 110 ta xem ngươi có thể chống đỡ được tới khi nào. Trọng tài nhìn hai người họ, sau khi lớn tiếng tuyên bố bắt đầu thì lui xuống dưới đài thi đấu. Tất cả mọi người hướng mắt về trận đấu, khung cảnh đột nhiên trở nên yên lặng, tất cả đều nín thở. Dưới vô số ánh mắt đang hướng về phía mình, Chu Vân khẽ mỉm cười và nói, thật ra, khi thấy ngươi sắp trễ giờ, trong lòng ta cũng thấy hơi tiếc nuối. Lâm Nhất, ngươi có thể xuất hiện thì thật sự, rất tuyệt. Chu Vân nghiến răng nhấn mạnh hai từ sau cùng, khi vừa nói xong hai từ đó thì vẻ mặt của hắn ta liền trở nên lạnh lùng, khiến ai cũng phải sợ hãi. Quỳ xuống. Đột nhiên Chu Vân giận dữ thốt lên trong lúc mọi người không chú ý. Dường như không có bất cứ một dấu hiệu báo trước nào. Giống như sét đánh giữa ban ngày, tiếng hét in tai ức óc, cùng với việc thốt lên hai chữ quỳ xuống, khí thế đỉnh phong của võ đạo tầng 7 trên người hắn ta cũng điên cuồng bộc phát ra. Giống như phong ba bão táp, núi lở biển trào, ập về phía Lâm Nhất và bao trùm lấy hắn. Bỗng dưng, gió mạnh nổi lên trên đài, hú lên vù vù. Khí thế mạnh thật. Thì ra trước đây Chu Vân luôn che giấu thực lực. Thế này thì gần như có thể đọ được với đệ tử võ đạo tầng 8 rồi. Xem ra hắn đang muốn khiến cho tên kiếm nô này chịu nhục nhã một trận đây mà. Tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên từ bên dưới đài thi đấu, họ hơi bất ngờ trước sức mạnh thật sự của Chu Vân, không ngờ hắn ta lại mạnh đến thế. Khí thế cực lớn nhanh chóng bao trùm lấy Lâm Nhất. Hắn lập tức có cảm giác như bị núi đè nặng, tay chân và các khớp xương khắp người đều như bị khống chế. Sắc mặt của Lâm Nhất vẫn không thay đổi. Đối mặt với khí thế thật sự của Chu Vân thì mới biết chỗ đáng sợ của đối phương.
cách nhau gần hai cảnh giới, chẳng khác gì rãnh trời, không thể nào vượt qua được. Tiêu rồi. Không ngờ việc vận nội lực của mình cũng bị giới hạn. Ánh mắt Lâm Nhất thoáng vẻ kinh hãi, không ngờ nội lực của mình cũng bị giới hạn. Nếu không có cách nào vận nội lực thì vốn không thể nào thi triển được Long Hổ Sinh Uy. Chương 111 ta không cam tâm. Khi hắn ta ép đến càng lúc càng gần thì áp lực trên người Lâm Nhất lại càng gia tăng gấp bội. Lui. Lâm Nhất nhẫn nhịn, không nói gì, đối phương tiến tới một bước thì hắn lại khó khăn lùi về sau một bước. Vẫn chưa chính thức giao đấu mà sự cách biệt về cảnh giới đã khiến hắn vô cùng khốn đốn rồi. Đúng thật, đấy chính là sự khác biệt, dù cho có chút kỳ ngộ thì kiếm nô nói cho cùng cũng chỉ là kiếm nô thôi. Thực lực vẫn chưa đủ, so với đệ tử ngoại môn dày dạn như Chu Vân, Lâm Nhất vẫn còn kém một cách biệt quá lớn. He he, ta xem hắn làm sao xuống đài thi đấu đây. Lúc nãy uy phong lắm mà. Cái này gọi là quả báo nhãn tiền. Các đệ tử bên dưới không hề thấy bất ngờ trước cục diện trận chiến bên trên, rất nhiều người đều tỏ vẻ cười nhạo. Cứ thế mà thua rồi sao? Nhưng đến cả thiên nguyên đan ta vẫn còn chưa dùng, đến việc dùng tư cách đường đường chính chính đi đến trước mặt người đó cũng không làm được. Ta vẫn còn chưa nhìn thấy cảnh mình chiến thắng, vẫn chưa nhìn thấy võ đạo thịnh thế, ta còn giấc mộng vĩ đại của mình nữa. Ta không cam tâm. Trước áp lực cực lớn và sự không cam tâm mãnh liệt, tim Lâm Nhất đập mạnh lên, máu nóng chảy khắp người. Khi trong đầu Lâm Nhất nhớ lại cảnh mình bị Hoàng Kim Man Nghiêu ép đến đường cùng trước đây thì khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Cái chết còn chưa thể khiến hắn từ bỏ, huống hồ gì là bây giờ. Thuần Dương Công, hãy nổi dậy cho ta. Dưới ý chí mãnh liệt của Lâm Nhất, cuối cùng thì Thuần Dương Công viên mãn đỉnh phong cũng thoát khỏi sự khống chế bởi khí thế của đối phương. Bù. Thuần Dương Công vừa thoát ra được, nó giống như nước sông cuồn cuộn, tuôn chảy không ngừng. Còn muốn rằng có à, ta không đồng ý đâu. Chu Vân liên tục ép sát, hắn ta nhảy bén phát giác ra nội lực của Lâm Nhất đang biến đổi, khóe miệng hắn ta nhếch lên với vẻ chế nhạo. Hắn ta tiến nhanh lên hai bước, giơ tay lên và đấm ra một đấm. Hắn ta như một con rắn độc bò ra khỏi hang, đầy nham hiểm và độc ác. Vốn dĩ không định cho Lâm Nhất bất cứ cơ hội nào. Chương 112 Kim Xà Quyền. Nhưng khi Cuồng Long mở mắt, mãnh hổ về núi thì sao hắn ta có thể ngăn cản nổi. Có từng nghe thấy tiếng gió nổi lên, có từng nhìn thấy mây cuộn từng lớp, đó là rồng bay ra biển, là hổ gầm thấu trời xanh. Đó là gió từ rồng, mây từ hổ, mây gió hội tụ, long hổ sinh uy. Lâm Nhất tiến lên từng bước, bỗng chốc, mây gió nổi lên. Phá tan khí thế đang bao phủ trên người hắn. Nắm đấm được đấm ra có màu đỏ như bị lửa lớn đốt cháy, ánh mắt lóe lên ánh sáng, vẻ bá đạo thoáng hiện giữa hai chân mày. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng sau thời gian dài bị đè nén, giải tỏa hết mọi sự phẫn nộ và không cam lòng. Ầm. Hai nắm đấm va vào nhau, đột nhiên, cục diện không ai ngờ đến đã xảy ra. Chu Vân đang sắp xông qua bị đấm bay văng ra xa, không ngừng rên lên đầy khó chịu. Chu Vân bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, sau khi rơi xuống đất ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khí thế bạo phát của Long Hổ Sinh Uy trên người Lâm Nhất vậy mà lại đánh ngang sức với hắn ta. Hiu. Một quyền đánh bay đối phương, thần sắc Lâm Nhất không thay đổi, tiếp tục thi triển đại nhàn quyết. Mũi chân khẽ nhón, lăng không bay vọt lên, chớp mắt đã đến trước mặt Chu Vân. Gần như chân trước hắn ta vừa bị đánh bay. Chân sau mãnh hổ quyền đỉnh phong của Lâm Nhất lại lần nữa đánh tới. Nhưng Chu Vân dù sao cũng có tu vi võ đạo tầng 7 đỉnh phong, thân kinh bách chiến. Không giống những tên thùng rỗng kêu to như Mã Khôi, Trần Tiêu. Nhìn thấy một quyền đánh tới lần nữa, lạnh lùng quát muốn chết. Kim Xà Quyền. Chỉ thấy cơ thể của hắn ta vặn vẹo giống như một con rắn độc, khí tức vô cùng âm hàn tản ra từ trên người, cổ tay duỗi ra như rắn. Keng. Trước mắt nhìn lại, giống như một con rắn độc đang phi lên nhào về phía mãnh hổ vậy. Chương 113 Lôi Xà Cuồng Bảo. Song quyền chạm nhau, phát ra tiếng nổ ầm trời, hai người không ai nhường ai. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai người trên lôi đài, bay nhảy chuyển động, thi triển bản lĩnh, chỉ chốc lát đã đánh hơn 10 chiêu. Nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người,
Lâm Nhất không chiếm ưu thế về tu vi lại đánh ngang sức ngang tài với đối phương. Các người xem kìa, đầu quyền của Lâm Nhất biến thành màu đỏ rồi. Đúng vậy thật, giống với dị tượng của thuần dương công đỉnh phong viên mãn. Chẳng trách, mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn, cộng với thuần dương công đỉnh phong viên mãn, đã hoàn toàn bù đắp có sự yếu thế về tu vi của Lâm Nhất rồi. Tên kiếm nô này đúng là khiến người khác phải kinh ngạc. Trước đó, cục diện mà chẳng ai ngờ được lúc này lại đang rõ ràng chân thực hiện ra trước mắt mọi người. Lâm Nhất từ sau khi bạo phát Long Hổ sinh uy đã lật ngược tình thế, chiến đấu bất phân cao thấp với Chu Vân. Kim xà cuồng vũ. Bách thú triều bái. Trên lôi đài hai người ra đủ các loại sát chiêu, một người thi triển mãnh hổ quy sơn, bách thú triều bái, trên ngoài bộc phát ra uy phong của bậc chúa Sơn Lâm vô cùng kinh người. Một người thi triển kim xà loạn vũ, âm nhu ác độc, trên người toát lên khí tức cực kỳ âm lãnh. Thanh uy của hai đại sát chiêu hiện lên vô cùng nhuần nhuyễn trên lôi đài, hung hăng nhắm vào nhau mà đánh. Ầm. Khoảnh khắc đó, âm thanh trên lôi đài tựa như sấm nổ, mặt đất xuất hiện vài vết nứt. Cuồng phong loạn vũ, dư âm hổ gầm không ngừng, khiến mọi người liên tục sợ hãi kêu rú lên. Hai người cùng lùi về sau 5 bước, nhưng không hề ngừng lại, đồng thời rút kiếm ra. Keng. Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lạnh thấu xương. Một trái một phải, cùng lúc lướt qua trước mặt nhau. Tụ nước thành sông, tuôn trào như gió. Lôi cuồng gào thét, điện quang như rắn. Lâm Nhất thi triển ra lưu phong kiếm pháp, cả người giống như dòng sông đang chảy ầm ầm, trong lúc bay nhanh lên cao xuống thấp, người cũng đi theo kiếm. Dòng nước dưới kiếm của hắn giống như gió vậy, nhẹ nhàng di chuyển trên lôi đài. Lưu phong kiếm pháp 100 năm không có người luyện thành, thâm sâu tinh diệu, thi triển trong tay hắn như nước chảy mây bay. Lưu loát sinh động. Sắc mặt Chu Vân âm trầm, võ kỹ cấp cao lôi xà kiếm pháp của tông môn được hắn ta sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa có sự bạo liệt của lôi đình, vừa có sự linh hoạt của ngân xà, rõ ràng lôi xà kiếm pháp trong tay hắn ta đã gần đạt đến đại thành. Nhưng trước mặt lưu phong kiếm pháp lại hoàn toàn không chiếm được bất cứ ưu thế nào, toàn bộ kiếm thế đều bị áp chế gắt gao. Cục diện như vậy khiến mọi người thất kinh thất sắc. Trước đó hai người dùng quyền pháp để đối chiến thì vẫn kẻ 8 lạng người nửa cân, nhưng từ khi dùng sang kiếm pháp, Chu Vân lại lập tức rơi vào thế hạ phong. Đúng thật là lưu phong kiếm pháp, không chỉ là vừa mới chân ướt chân giáo sơ khai nữa, Lâm Nhất đã đạt được đến cảnh giới có chút sở thành rồi. Hắn đã phát huy ra được 6 thành uy lực của lưu phong kiếm pháp. Lôi xà kiếm pháp của Chu Vân đã khá bất phàm, nhưng trước mặt lưu phong kiếm pháp thì vẫn có chút tầm thường. Quả thực không dám tưởng tượng, một tên kiếm nô mà làm thế nào lại luyện được lưu phong kiếm pháp. Đệ tử ngoại môn bên dưới võ đài được mở mang kiến thức với lưu phong kiếm pháp hoàn toàn thi triển ra, đều xem thế là đủ biết rồi, khiếp sợ không thôi. Lôi xà cuồng bạo. Trên võ đài, Chu Vân gầm lên giận dữ, dốc toàn lực quyết chiến. Chương 114 cầu được ước thấy. Sắc mặt Lâm Nhất bất biến, uy lực của Long Hổ bao quanh người. Cơ thể xoay xung quanh như nước chảy, kiếm như cuồng phong, tùy ý loạn vũ. Chính là tụ kiếm thành phong, khi một kiếm đó của Chu Vân sắp sửa hạ xuống. Cả kiếm và người cùng lúc dừng lại, tay phải Lâm Nhất cầm táng hoa kiếm chỉ thẳng lên trời. Trong phút chốc, một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện, táng hoa kiếm mang theo Lâm Nhất lăng không bay lên, giống như một ngọn nước bắn mạnh lên vậy. Keng! Hai kiếm chạm nhau. Kiếm thế kinh thiên của lôi xà cuồng bạo ầm ầm vỡ vụn. Kiếm thế của tụ kiếm thành phong càn quét mà tới, đánh bay Chu Vân ra ngoài, sau khi tiếp đất thì phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hiu. Lâm Nhất vẫn chưa dừng lại, kiếm kéo theo người, tiếp tục truy sát tới. Đúng lúc sắp đâm thủng ngực đối phương thì dưới sự khống chế tài tình của Lâm Nhất, mũi kiếm ngang ngược dừng ngay tại đúng vị trí tim của đối phương. Ngươi thua rồi. Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, bình tĩnh nói. Cả diễn võ trường rơi vào một mảng yên tĩnh, mặc dù sau khi được mở mang tầm mắt với lưu phong kiếm pháp, đại khái đã đoán được kết quả trận đấu. Nhưng vẫn không thể ngờ được, Lâm Nhất lại thắng một cách quyết đoán như vậy. Ha ha, ta thua rồi ư, ngươi thử đâm kiếm của ngươi vào xem đi, Chu Vân sắc mặt âm trầm, cười khẩy nói. Cầu được ước thấy. Lâm Nhất khẽ nhướng mày. Không khách khí với hắn ta, cầm kiếm thẳng tắp. Những tiếng kinh hô tại hội trường vang lên,
Toàn bộ đều không đành lòng nhìn, một kiếm này mà cắm vào tim thì chính là lấy mạng đó. Keng! Hàn quang nổ ra, một âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ thấy ngực áo của Chu Vân rách ra. Để lộ một chiếc nhuyễn giáp sát người bên trong, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, một kiếm ắt chết này vậy mà lại không chút thương tổn. Huyền khí! Mọi người lập tức nhận ra, tên Chu Vân này đang mặc một bộ huyền giáp. Chương 115 ta giết chết ngươi. Cảnh tượng như vậy thực sự khiến người khác nghĩ không thông, đối chiến với một người có tu vi không bằng mình, mà lại mặc huyền giáp, mặc dù không phạm quy nhưng cũng không tránh khỏi có chút quá vô liêm sỉ. Chết! Trong lúc cười lớn, Chu Vân quát lớn một tiếng, muốn triển khai phản kích. Có huyền giáp hộ thân, hắn ta tương đương với việc bất tử, trận chiến này hắn ta thắng là điều không nghi ngờ gì nữa. Đại nhãn cường thân, như mây bay trên trời, lưu phong kiếm pháp đại thành. Thần sắc Lâm Nhất khẽ thay đổi, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn, trong khoảnh khắc như đá đánh lửa lóe lên, hắn liền thi triển đại nhãn quyết đến mức cực điểm. Lưu phong kiếm pháp trong khoảnh khắc này được tăng cao uy lực đại thành, chém ra sát chiêu hồi quang lưu ảnh. Xôn xao. Chu Vân vừa muốn phản đòn thì Lâm Nhất lại đột nhiên biến mất trước mắt hắn ta. Còn chưa phản ứng lại đã thấy kiếm bay đầy trời, chớp lóe quanh người. Nhìn trông giống như một mảng kiếm quang quay lại thành một vòng quanh người Chu Vân, để lại từng đợt tàn ảnh giữa người và kiếm. Keng. Lâm Nhất trở lại chỗ cũ, thu kiếm vào vỏ, răng rắc, vết thương trên người Chu Vân tứa máu đỏ thẫm một vùng. Giống như một bông hoa tươi thẫm máu đột nhiên nở rộ vào đúng khoảnh khắc Lâm Nhất tra kiếm vào vỏ. Chỉ thấy cánh tay, hai chân không có huyền giáp bảo vệ chằng chịt vết kiếm chém, máu tươi tuôn ra như suối không ngừng trước mặt Lâm Nhất. Ta giết chết ngươi. Trong lúc đau đớn, Chu Vân vẫn ý thức được bản thân xong đời rồi, điên cuồng lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất giơ chân lên đá trúng ngay giữa ngực, đá hắn ta bay ra ngoài như một bao cát. Con trai ta. Trên đài cao, sắc mặt của phụ thân Chu Vân trở nên điên cuồng, lập tức bay tới, đỡ lấy con trai. Nhìn vết thương trên người Chu Vân, sắc mặt của người cha này lại càng u ám hơn, sau khi hạ xuống đất liền nhìn về phía Lâm Nhất đang ở trên đài cao, sát khí tỏa ra bốn phía. Chương 116 hoang đường. Quát lớn nói, tên kiếm nô, vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, ta sẽ giết tên nghiệt chủng nhà ngươi. Chu phụ thân là trưởng lão tông môn. Trước mặt trên dưới tông môn lại không quan tâm đến quy tắc, lao về phía đài cao định giết Lâm Nhất. Lâm Nhất hơi kinh ngạc, cũng không ngờ được, hai cha con này lại không biết xấu hổ như vậy. Hí. Đúng lúc này, huyết long mã hí lên một tiếng, điên cuồng chạy tới, phi thẳng lên lôi đài, chi trước đá tới. Lâm Nhất cười lớn nói, đến đúng lúc lắm. Vừa cười lớn vừa thẳng người đâm ra một kiếm long hổ sinh uy. Một người một ngựa đồng thời ra tay, bước ép về phía Chu Phủ. Chu Phủ ôm Chu Vân trong lòng, nhìn con huyết long mã đang nổi điên, rồi lại nhìn Lâm Nhất đang được bao quanh bởi uy lực long hổ. Nhất thời không biết nghênh chiến thế nào. Vẻ mặt tỏ ra nghẹn khuất, vô cùng chật vật thu lại chiêu thức, ngậm ngùi rút lui. Diễn võ trường ồ lên, toàn bộ đều chấn động vì cảnh tượng này, một người một ngựa mà lại bước lui được một vị trưởng lão tông môn. Bị một người một ngựa bước lui, sắc mặt Chu Phủ tức đến tái nhợt. Nghĩ đến bản thân là một trưởng lão trong tôn môn mà lại bị một tên kiếm nô và một con yêu thú bước lui trước mặt mọi người, đó là sự sỉ nhục đến cỡ nào chứ? Điều đáng giận hơn nữa là, con huyết long mã đang hí lên phát ra những tiếng cười quái gở, giống như đang chế giễu ông ta vậy. Sự việc vốn có chút nghiêm trọng, vậy mà ngược lại lại khiến xung quanh cười phá lên. Chu Phủ trong cơn giận dữ. Đặt Chu Vân xuống, định lần nữa đánh lên trên đài. Hoang đường. Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nổ vang lên trên đài cao, giọng nói đến từ vị trí chỗ ngồi chính giữa của tông chủ Bạch Thiên Minh. Xôn xao. Lời ông ấy nói như hàm chứa thiên lệnh, chỉ thốt ra hai chữ đã khiến toàn diễn võ trường rộng lớn bao phủ bởi khí thế của ông ấy. Tiếng cười ồ bên dưới lập tức im bặt, Chu Phủ biến sắc, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Bạch Thiên Minh lạnh lùng nói. Chu trưởng lão, quy tắc mấy trăm năm của tổ tông ông cũng dám phá hoại, ta thấy ông đang không muốn sống nữa đúng không? Chương 117 rất nhiều người vẫn còn chưa hiểu được. Khoảnh khắc này, bất luận là đệ tử và trưởng lão nội môn trên đài cao, hay là hàng ngàn đệ tử ngoại môn bên dưới đều cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ xâm nhập vào tận xương cốt,
lông tóc dựng ngược cả lên. Còn không mau cút về cho ta. Một tiếng quát lớn khiến Chu Phụ như chút được gánh nặng, ảo não xám xịt đưa Chu Vân rời đi. Bạch Thiên Minh nở nụ cười, sát khí toàn thân tiêu tán, nhẹ giọng nói, được lắm, thân làm kiếm nô mà có thể từng bước đi tới ngày hôm nay, mọi người đều phải nhìn Lâm Nhất mà học hỏi, nếu ai ai cũng được như Lâm Nhất thì lo gì Thanh Vân môn ta không hưng thịnh. Lâm Nhất chắp tay nói, tạ ơn tông chủ khen ngợi. Ngươi xuống đi, chuyện trên lôi đài không phân đúng sai, sau này ai dám làm khó ngươi vì chuyện này thì chính là đang muốn đối đầu với ta. Lời nói này của Bạch Thiên Minh coi như đã xóa tan một vài nỗi lo về sau nào đó của Lâm Nhất. Cả nhà Chu Vân đều ở Thanh Vân Môn, đúng là có chút thế lực, nhưng có lời tuyên bố này của tông chủ thì đám người đó sẽ không dám động đến hắn nữa. Trận đấu của Lâm Nhất đã kết thúc, nhưng sự chấn động mang đến cho mọi người vẫn chưa biến mất. Những đệ tử ở dưới lôi đài lũ lượt bàn tán, đều đang thảo luận lúc cuối Lâm Nhất rốt cuộc đã xoay ngược tình thế giành thắng lợi bằng cách nào. Sau khi Chu Vân lộ ra huyền giáp, gần như không có ai nghĩ Lâm Nhất vẫn giành được chiến thắng. Nhưng ai mà ngờ được, Lâm Nhất người đi theo kiếm, hồi quang lưu ảnh trong khoảnh khắc đã để lại vô số tàn ảnh bên cạnh Chu Vân. Đến khi hắn tra kiếm vào vỏ thì toàn thân Chu Vân đã ướt đẫm máu tươi, giống như một bông hoa máu nở rộ. Có thể thấy rõ một kiếm đó trong đám đệ tử ngoại môn đã ít lại càng ít hơn. Rất nhiều người vẫn còn chưa hiểu được. Đừng đoán nữa, đó là sát chiêu mà chỉ có sau khi đạt đến lưu phong kiếm pháp đại thành mới có thể thi triển ra được. Hồi quang lưu ảnh, đệ tử ngoại môn thâm niên trong đám người, Trương Hàn mặt lộ vẻ phiền não, nhẹ giọng thở dài nói. Lưu phong kiếm pháp đại thành. Trương Hàn, ngươi không nhầm đó chứ? Kiếm pháp đại thành đã rất khác biệt rồi. Huống chi còn là lưu phong kiếm pháp, việc này cũng khó tránh khỏi có chút khó tin nhỉ. Chương 118 đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Chỉ là trong lòng rất khó chịu, nhìn trận đấu này của Lâm Nhất, hắn ta đã đoán được, nửa tháng trước Lâm Nhất chủ động bỏ quyền khi gặp hắn ta chính là vì muốn ẩn giấu lưu phong kiếm pháp đại thành. Nghĩ đến bản thân lúc đó còn cho rằng đối phương vì sợ hắn ta nên mới rút lui bèn phá lên cười. Bây giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Khi Lâm Nhất xuống khỏi lôi đài, vòng thứ hai của kỳ sát hạch giữa năm tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, những màn so đấu của vòng thứ hai này quả thật đặc sắc hơn vòng trước nhiều. 80 người được chọn ra từ vòng đấu tổ nhóm ai nấy cũng đều mạnh mẽ, gần như mỗi người đều ẩn giấu con bài chưa lật. Đáng tiếc, có màn biểu diễn đầy tính chấn động vừa nãy của Lâm Nhất diễn ra trước. Làm cho những trận đấu về sau dù có đặc sắc thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cứ thiếu chút gì đó. Lâm Nhất dắt con huyết long mã đi đến bên cạnh trường đấu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm ngộ. Chu Vân coi như cũng được, coi như là đối thủ mạnh nhất đã từng gặp từ trước đến nay trong đám đệ tử ngoại môn. Cùng đấu một trận, lợi ích thu được không nhỏ. Mơ hồ có cảm giác, tu vi võ đạo tầng 6 đỉnh phong trong khoảnh khắc đó đã tìm được chút cảm giác rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, vòng đầu tiên trong trận đấu loại cũng dần dần đi tới hồi kết. Vòng thứ hai được mở ra. Hiện nay chỉ còn lại 40 người có tư cách tham gia trận đấu với 10 đệ tử nội môn, cạnh tranh lại tăng thêm một bậc kịch liệt nữa. Trận thứ 6, Trương Hàn đối chiến Lâm Nhất. Trên đài đấu võ, trọng tài lớn giọng tuyên bố, tuyển thủ của trận chiến thứ 6 vòng 2 cuộc đấu loại. Trương Hàn sau khi nghe được, sắc mặt lập tức chuyển sang như màu gan heo, khó coi vô cùng. Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Hắn ta vốn đã không phải là đối thủ của Chu Vân rồi, huống chi nói gì đến Lâm Nhất còn mạnh hơn. Trương Hàn cắn răng chịu đựng, đi lên võ đài, bất luận thế nào cũng phải cược một trận. So đấu luôn có biến số, ai biết được đối phương liệu có sai sót gì thì sao. Huống chi tu vi của hắn ta chung quy lại cũng mạnh hơn một tầng so với đối phương. Không có nghĩa là một chút cơ hội cũng không có. Chương 119 Hồ Sư Huynh, ta sẽ không bỏ cuộc. Lâm Nhất nghênh chiến, Lâm Nhất mau đến nghênh chiến. Nhìn thấy Lâm Nhất chưa lên đài, trọng tài cao giọng lớn tiếng hô lên. Đến rồi. Một giọng nói khí thế mạnh mẽ vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang. Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân bên cạnh huyết long mã đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hắn chợt lóe sáng, khí thế trên người thay đổi dữ dội, trong nháy mắt đã đột phá xiềng xích trói buộc của võ đạo tầng 6. Hắn đã đột phá rồi. Trời đất, ta không nhìn nhầm chứ,
Thì ra vừa nãy là hắn đang nhắm mắt tu luyện. Chắn chắn trận chiến trước đó đã củng cố thêm cảm ngộ võ đạo của hắn nên mới lựa chọn đột phá tại đây. Đúng thật là tự tin, chẳng may thất bại, không nói đến việc bị thương nặng mà chỉ cần sai sót một chút thôi, hắn cũng sẽ bị tước tư cách thi đấu rồi. Đệ tử ngoại môn thấy như vậy thì tim càng đập nhanh thêm, họ chỉ cảm thấy Lâm Nhất này thật to gan dám làm loạn, chẳng khác nào đi trên mũi đao. Vù vù vù. Lâm Nhất thăng cấp lên võ đạo tầng 7, hắn cảm thấy thực lực tăng vọt, thi triển đại nhàn quyết càng nhẹ nhàng hơn. Điểm nhẹ đầu ngón chân, một bước lại dẫm xa đến 100 mét, hai ba bước lên xuống đã lên đến lôi đài. Nhìn Lâm Nhất đã có tu vi võ đạo tầng 7 trước mặt, sắc mặt Trương Hàn xám như tro, cười gượng, Lâm Nhất, người thật biết trêu đùa. Trước tiên là bỏ cuộc khi đối mặt hắn ta vòng trước, bây giờ phải đấu với hắn ta thì đột nhiên tu vi lại tăng mạnh. Đúng là không cho hắn ta con đường sống, giờ thì bảo hắn ta chiến đấu làm sao đây? Lâm Nhất hơi ngẩn người, lập tức hiểu được rồi cười nói, thật xin lỗi, đến trận thì lại giác ngộ, khổ tu một chút lại đột phá được chướng ngại. Ha ha! Trương Hàn cười lạnh, vung mạnh ống tay áo, lớn tiếng nói, ông đây bỏ cuộc. Một màn như vậy khiến người ta buồn cười không thôi. Vốn dĩ thấy hắn không ưa Lâm Nhất như vậy thì mọi người còn tưởng rằng hắn ta sẽ liều mạng đánh một trận, ai ngờ lại quay người bỏ cuộc. Lâm Nhất thắng. Trọng tài cũng rõ ràng, trực tiếp tuyên bố kết quả. Thắng lợi dễ dàng như vậy khiến Lâm Nhất cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn muốn xem thử xem sau khi đạt đến võ đạo tầng 7 thì sức mạnh đã tăng lên bao nhiêu. Thắng liền hai vòng, tiếp theo chỉ cần đánh thắng đối thủ cuối cùng thì hắn có thể thành công thăng cấp nội môn rồi. Đi xuống lôi đài chưa được bao lâu, bên tai hắn bỗng nhiên nghe thấy một tràng reo hò. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn, là đệ tử ngoại môn Hồ Tử Phong lên sàn. Hồ Tử Phong. Cái tên này chẳng khác nào sét đánh bên tai mọi người. Người này thực lực mạnh mẽ, rất có thiên phú, tu vi võ đạo tầng 8. Vị trí đứng đầu ngoại môn của hắn ta thì không ai có thể lay động. Chuyện liên quan về hắn ta cũng nhiều không kể hết. Đây là nhân vật truyền kỳ trong ngoại môn Thanh Vân Môn. Hồ Sư Huynh, ta sẽ không bỏ cuộc. Đệ tử đối diện nghênh chiến với hắn ta mang sắc mặt căng thẳng, có phần thấp thỏm nói. Không sao cả. Hồ Tử Phong thản nhiên nói một câu, nâng tay đánh ra một chưởng. Chương 120 nhận thua. Bước chân hắn ta không hề di chuyển, chỉ dựa vào tu vi của võ đạo tầng 8, hắn ta đánh ra một chưởng xuyên không. Mạnh mẽ khiến đối thủ rơi khỏi lôi đài. Mạnh thật. Lâm Nhất khẽ kinh sợ trong lòng. Võ đạo tầng 8, đây chính là tu vi đáng sợ của võ đạo tầng 8. Hồ Tử Phong, Hồ Tử Phong. Phía dưới đài reo hò dữ dội, rất nhiều đệ tử ngoại môn hô to tên hắn ta. Khi ánh chiều tà buông xuống, chiếu rọi vào diễn võ trường thì toàn bộ vòng đấu lại đã hoàn tất. Lâm Nhất bình thản không sợ sẽ chiến thắng đối thủ vòng thứ 3. Thành công lọt vào top 10 người đứng đầu trong kỳ sát hạch giữa năm, hoàn thành màn nghịch tập mà người thường cho rằng là bất khả thi. Từ kiếm nô đến đệ tử ngoại môn, rồi lại từ đệ tử ngoại môn một đường tiến thẳng. 10 người đi lên đài cao cùng với đệ tử nội môn và trưởng lão tông môn, tất cả đứng trên cùng một võ đài. Không tệ, chúc mừng mọi người trở thành 10 người đứng đầu kỳ sát hạch giữa năm. Lát sau mọi người có thể đến tông vụ đường nhận phần thưởng. Bây giờ... Mọi người còn có một quyền lợi, đó là mỗi người đều có tư cách được thách đấu đệ tử nội môn một lần. Môn chủ Bạch Thiên Minh tươi cười nói. Đệ tử nội môn cạnh tranh càng khốc liệt hơn, thứ hạng cao thấp khác nhau chênh lệch rất lớn. Bây giờ tông môn cho 10 người một quyền lợi, đó là đánh thắng đệ tử nội môn uy danh thì có thể trực tiếp giành được xếp hạng của đối phương. Thế nhưng 10 người lúc này đều tỏ vẻ bình tĩnh. Tông môn đề cao cạnh tranh. Có thể nói, nhưng càng nói tình nghĩa thì phe phái càng sâu. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, thách đấu đối phương là đã thể hiện rõ sự coi thường đối phương, nếu thắng thì còn dễ nói. Nhưng chẳng may bản thân thua thì sau kỳ sát hạch giữa năm này, chưa biết chừng đối phương sẽ quay lại trả thù. Đương nhiên Hồ Tử Phong chắc chắn là ngoại lệ, không ai có thể so mình với hắn ta. Gần như ngay khi tông chủ vừa dứt lời thì Hồ Tử Phong đã ngẩng đầu chăm chú nhìn một người đệ tử nội môn, nói, Hồ Mỗ bất tài, xin nhờ Mã Sư Huynh chỉ giáo. Đệ tử nội môn được gọi là Mã Sư Huynh cũng không thấy tức giận, chỉ cười khổ nói, một tháng trước, ta đã thua trong tay ngươi rồi,
thật sự không dám nói chỉ giáo, ta nhận thua. Nhận thua. Một màn như vậy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chung quy lại, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Còn ai nữa, còn ai dám tiến lên thử thách không? Chẳng lẽ chỉ có một mình Hồ Tử Phong quyết đoán như vậy thôi sao? Môn chủ Bạch Thiên Minh khẽ cười, nhẹ giọng cổ vũ. Nhưng lại không ai trả lời, đa phần đều cúi thấp đầu im lặng. Dù sao họ cũng không có tu vi võ đạo tầng 8 giống như Hồ Tử Phong. Hắn ta lên thách đấu mới là hợp lý phải đạo, không thách đấu mới là bất ngờ. Lâm Mỗ bất tài, nguyện ý thử một lần. Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng không ai nguyện ý. Chương 121 tên kiếm nô này điên rồi sao? Lâm Mỗ bất tài, nguyện ý thử một lần. Âm thanh không lớn nhưng bên trong không kiêu ngạo cũng không e dè, truyền đến tai từng người rõ ràng mồn một. Vù. 9 người khác đứng cùng một hàng với hắn, kể cả Hồ Tử Phong, tất cả đều đồng loạt quay đầu qua. Không chỉ vậy mà vẻ mặt mọi người cũng đều giống nhau. Tên kiếm nô này điên rồi sao? Phía dưới đài cao, hơn 2 vạn đệ tử ngoại môn cũng kinh ngạc trong phút chốc. Sau đó là những tiếng hô hào ồn ào, rõ ràng người xem đang vô cùng phấn khích. Điều bất ngờ luôn đáng kinh ngạc nhất, đến bây giờ, mọi người đều cảm thấy không thể đánh giá Lâm Nhất theo lẽ thường. Bất kể là những chiến thắng liên tiếp trong nhóm thi đấu nhỏ hay là hôm nay đánh bại Chu Vân, rồi lại đột phá tại nơi khảo hạch. Thì hắn đã thổi một luồng gió mới cho Thanh Vân Môn, trên người hắn có một loại phong thái mà trước giờ chưa ai từng có. Cho dù là thua hay thắng thì ít nhất Lâm Nhất đã không lựa chọn giống vậy. Lựa chọn của những người khác đều là bo bo giữ mình, thà rằng rụt đầu chứ không muốn đắc tội đệ tử nội môn. Lâm Nhất hắn lại dũng cảm đứng ra, thể hiện sự kiên quyết của bản thân. Trên đài cao, các đệ tử nội môn thể hiện các biểu cảm khác nhau. Ánh mắt thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm lóe lên tia tán thưởng. Lâm Nhất trước mặt đã cho hắn ta bất ngờ rất lớn, dường như hắn không hề để ý đến xuất thân của mình. Những gì thấy được trên người hắn đều là thần thái không sợ không kiêu, tỏa ra tinh thần đầy nhiệt huyết tiến về phía trước. Vẻ mặt đệ tử nội môn khác thì có chút không tốt. Cho dù Lâm Nhất lựa chọn ai thì cũng sẽ khiến người nào đó cảm thấy khó chịu. Đệ tử nội môn đánh thắng Lâm Nhất thì đó cũng là chuyện thường tình, nhưng nếu như đánh thua thì thật mất mặt. Thắng thì không được lợi, mà thua thì mất toàn bộ. Bạch Thiên Minh cười nói, tốt, có chí khí. Cho dù ngươi thua hay thắng thì ta đều sẽ thưởng cho ngươi một viên dưỡng tâm đan. Bây giờ, ngươi muốn thách đấu với ai? Lời này vừa được nói ra. Vẻ mặt 9 người còn lại đều hiện lên tia tiếc nuối. Dưỡng tâm đan. Chương 122 là sư huynh Mã Thiên Nhất. Ánh mắt mọi người nhìn sang Lâm Nhất tràn đầy đố kỵ, cứ như vậy là đã được hời một viên dưỡng tâm đan rồi. Quá hời cho tên kiếm nô này rồi. Nhưng mà những người này lại hoàn toàn không nghĩ đến, Lâm Nhất là mạo hiểm gánh chịu nguy cơ sẽ bị đệ tử nội môn báo thù để đứng ra thách đấu. Đa tạ môn chủ, ta muốn xem thử trước. Trong lòng Lâm Nhất không hề lo sợ, suy nghĩ của hắn rất đơn thuần, chính là muốn kiểm chứng thực lực lúc này của mình một chút mà thôi. Hơn nữa, đây là lần đầu hắn thăng cấp lên đệ tử nội môn. Thách đấu thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng, nếu như thắng thì thứ hạng sẽ trực tiếp nhảy vọt, vậy tại sao không dũng cảm thử một lần? Người tập võ thì cái gì cũng có thể vứt bỏ, nhưng chỉ nhuệ khí là không được mất. Ánh mắt của hắn lướt qua gương mặt từng đệ tử nội môn để tìm kiếm đối thủ phù hợp. Trong chốc lát, tầm mắt xoay chuyển, ánh mắt không hề tránh né dừng lại trên gương mặt Tô Hàm Nguyệt. Hai người trước giờ chưa từng đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, chưa từng có một thời khắc nào họ cùng đứng chung trên một vũ đài. Khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt đó, trái tim không chút dao động của hắn lại dâng lên chút gợn sóng. Vẻ mặt Tô Hàm Nguyệt không cảm xúc, trên gương mặt tinh tế của nàng. Không một ai có thể đoán được rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Có phải trong lòng nàng có chút kinh ngạc không? Lâm Nhất thầm cười khổ, mình đang nghĩ cái gì thế này? Ánh mắt lại lướt đi, dừng lại ở một người khác. Vị sư huynh này, Lâm Mỗ mong được huynh chỉ giáo. Sau khi đã xác định đối thủ, chung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Là sư huynh Mã Thiên Nhất. Thế mà Lâm Nhất lại chọn Mã sư huynh. Thực lực Mã sư huynh không hề yếu, tu vi đã đạt đến võ đạo tầng 8 từ lâu rồi.
Nếu ta nhớ không nhầm thì Bảo Phong kiếm pháp của Mã Sư Huynh cũng là cảnh giới đại thành rồi. Có thể nhìn thấy ra là sau khi Lâm Nhất lựa chọn xong thì khóe miệng Mã Thiên Nhất cũng khẽ động. Trong lòng hắn ta thực sự vô cùng khó chịu. Nhiều đệ tử nội môn như vậy mà sao lại cứ chọn chúng hắn ta, thế này là xem thường hắn ta sao? Chương 123 Long Hổ Sinh Uy. Mã Thiên Nhất không thể nổi giận trước mặt môn chủ nên dùng vẻ mặt âm trầm đáp mời. Vù. Ngay lập tức, hai người lần lượt bay lên, đạp xuống võ đài. Mã Thiên Nhất nhìn Lâm Nhất, lạnh giọng nói, ta không biết tại sao ngươi lại chọn ta, nhưng chắc chắn ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lựa chọn của mình. Vậy thì có lẽ phải khiến sư huynh thất vọng rồi. Con người ta đây, cho dù có thua thảm đi chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, sư huynh ra tay đi. Trong lòng Lâm Nhất thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh. Như ngươi mong muốn. Soạt. Mã Thiên Nhất rút kiếm khỏi vỏ. Khí thế võ đạo tầng 8 trên người ngay lập tức dâng cao đến cực điểm. Kiếm thế to lớn như mưa to gió bão bao trùm. Long Hổ Sinh Uy. Lâm Nhất cất bước, mây gió trên người nổi lên. Tu vi võ đạo tầng 7 có thêm Long Hổ Uy Sinh, về khí thế thì miễn cưỡng cũng có thể ngang bằng. Mặc dù vẫn ở thế yếu nhưng cũng không đến mức không thể ra tay. Một tiếng hét lớn, gió lớn dâng lên trên thân Mã Thiên Nhất, một kiếm đánh ra. Gió lớn hội tụ trên thân kiếm giống như một vòng sáng, đâm thẳng tới. Quá nhanh. Trong lòng Lâm Nhất khẽ kinh sợ, dưới sự bổ trợ của tu vi võ đạo tầng 8, Bảo Phong kiếm pháp của đối phương nhanh đến dọa người. Lâm Nhất không dám có chút sơ suất, Lưu Phong kiếm pháp đại thành được thi triển từ trong tay Lâm Nhất. Lưu Phong kiếm pháp mạnh hơn Bảo Phong kiếm pháp một bậc. Nhưng với ưu thế về cảnh giới của đối phương thì kiếm pháp hoàn toàn có thể bù đắp chênh lệch. Lúc đối mặt với sự áp chế của Chu Vân, thứ này hoàn toàn không hề được bày ra. Mà ngược lại, kiếm thế cuồng bạo ngưng tụ từ Bảo Phong kiếm pháp của đối phương vững vàng áp chế Lâm Nhất. Thậm chí còn khiến Lưu Phong kiếm pháp do hắn thi triển bắt đầu không trôi chảy. Vừa mới giao đấu thì chênh lệch thực lực giữa hai bên đã lập tức lộ rõ. Chương 124 hắn quả nhiên đã chọn đúng rồi. Vẻ mặt Lâm Nhất chật vật. Hắn ngăn trái cản phải dưới kiếm thế như mưa rền gió dữ. Hắn như chiếc thuyền lẻ loi giữa trời mưa bão, lênh đênh phiêu dạt vô định, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lật đổ. Thế cục nguy hiểm khiến người ta hãi hùng khiếp sợ. Hồ Tử Phong trên đài cao mang vẻ mặt thỏa mãn, nếu như Lâm Nhất cũng có thể đánh thắng đệ tử nội môn. Vậy thì sẽ khiến thắng lợi của hắn ta có vẻ không đáng để kiêu ngạo nữa. Cục diện như vậy mới có thể tôn thêm danh tiếng thực lực đứng đầu ngoại môn của hắn ta. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm thở dài trong lòng, hai bên chênh lệch quá lớn, Lâm Nhất hoàn toàn không có năng lực phản đòn. Vương Ninh cười lạnh nói, nếu tên kiếm nô này chọn ta thì ta sẽ không đánh nhẹ nhàng như Mã Thiên Nhất, mà sẽ phế hắn ta trong ba chiêu. Quả nhiên như dự liệu của ta, tên này đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắn ta vẫn cho rằng bản thân có thể so sánh với Hồ Tử Phong sao. Đệ tử nội môn trên đài cao nhìn thấy cục diện như vậy thì đều tỏ vẻ xem thường, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi. Lâm Nhất ở trên đài đấu võ, gương mặt thanh tú lại vô cùng kiên cường. Trong hai mắt hắn có hào quang sáng ngời, tận sâu trong lòng lại vô cùng phấn khích. Trận đấu này, hắn quả nhiên đã chọn đúng rồi. Dưới sự chèn ép mạnh mẽ của Mã Thiên Nhất, hắn có thể cảm nhận được lĩnh ngộ của mình về kiếm pháp đã tiến bộ cấp tốc. Các loại khiếm khuyết lúc này lại hiện ra từng chút một. Người không sợ chiến đấu, không ngại chiến đấu mới có thể tiến bộ không ngừng. Không giao đấu cùng với Mã Thiên Nhất này thì làm sao hắn có thể biết được bản thân lại có thể kiên trì được nhiều chiêu như vậy trước mặt cao thủ võ đạo tầng 8. Sau nửa khắc đồng hồ, trên người Lâm Nhất xuất hiện nhiều vết thương. Tuy đều là vết thương nhẹ nhưng trông vẫn khiến người ta sợ hãi. Máu tươi nhuộm đỏ cả trường sam, Lâm Nhất cắn chặt răng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Nhìn thấy vẻ mặt không nhận thua của Lâm Nhất, trong lòng Mã Thiên Nhất dần bùng lên lửa giận. Chương 125 Hồi Quang Lưu Ảnh. Tên kiếm nô này đúng là cứ lằng nhằng không ngừng, rõ ràng một chút cơ hội chiến thắng cũng không có nhưng vẫn cố chấp như thế. Muốn làm ta xấu mặt vậy sao? Mỗi khi đánh ra thêm một kiếm thì Mã Thiên Nhất đều cảm thấy ánh mắt đệ tử nội môn nhìn mình càng tăng thêm châm chọc. Thời gian càng lúc càng dài, không bao lâu,
hai người đã giao chiến ước chừng đến trăm chiêu. Trên đài cao, những đệ tử nội môn ban đầu có biểu cảm chế giễu thì lúc này lại trở nên kinh ngạc. Đệ tử ngoại môn phía dưới thì xem đến ngẩn người từ lâu. Lâm Nhất này, cũng quá liều mạng rồi. Mới bắt đầu, Lâm Nhất đã rơi vào thế hạ phong mà vẫn kiên trì đến trăm chiêu, hắn đã bị thương rất nhiều nhưng vẫn liều chết chiến đấu. Là do ngươi ép ta. Mã Thiên Nhất thấy đánh lâu vẫn không thắng, ánh mắt có phần tức giận. Xoạt. Trong chốc lát, kiếm thế trên người hắn ta đột nhiên bùng nổ, cổ tay khẽ run. Trong một nhịp thở, hắn ta đánh ra đủ 9981 kiếm, 8 luồng kiếm phong từ nhiều phương hướng khác nhau bay thẳng về phía Lâm Nhất. Hoàn toàn không có góc chết, đây chính là sát chiêu của Bảo Phong kiếm pháp, gió đến từ tám mặt. Hồi quang lưu ảnh. Sắc mặt Lâm Nhất hơi u ám, cũng dùng sát chiêu của Lưu Phong kiếm pháp để nghênh chiến. Xoạt. Trong phút chốc, bóng kiếm lóa mắt trên đài đấu võ, âm thanh hai thanh kiếm giao nhau vang bên tai liên tục. Phù. Khí thế hai sát chiêu vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền phân cao thấp. Lâm Nhất ho ra máu tươi, sau khi rơi xuống đất, thân thể lung lay như muốn ngã. Trên đài cao, môn chủ Bạch Thiên Minh khẽ cau mày, lúc nãy chỉ ông ta cảm nhận được sát ý vô cùng đáng sợ dù là chỉ trong chốc lát. Chương 126 ngươi thua rồi. Tí tách, máu tươi rơi xuống tạo ra âm thanh trong trẻo. Hai người giao đấu, đây là lần đầu hắn ta bị thương. Nhưng thương thế hai người ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn thì thắng bại đã phân rõ. Ngươi thua rồi. Mã Thiên Nhất nhìn Lâm Nhất ngã nghiêng lão đảo, gần như không đứng vững, khẽ nói. Khóe miệng còn vết máu chưa kịp lau. Lâm Nhất chống kiếm ổn định cơ thể, gương mặt trắng nhợt cố nén nụ cười đau khổ, kiếm ta vẫn còn trong tay, sao sư huynh lại cảm thấy ta nhất định sẽ thua chứ? Nhưng ta lại không nghĩ rằng ngươi có bất kỳ khả năng chiến thắng nào. Khóe miệng Mã Thiên Nhất cong lên có chút giễu cợt, đứng còn không đứng vững mà còn không chịu nhận thua. Quả thực, trong mắt sư huynh, khi kẻ xuất thân kiếm nô ta đây nói ra lời thách đấu, đó đã là đại nghịch bất đạo. Nhưng có một vài chuyện nếu không kiên trì tới cùng thì ai có thể biết được kết quả. Người sống một đời, dù sao cũng có vài thứ phải kiên trì, Lâm Mỗ bất tài cũng có một kiếm, xin sư huynh chỉ giáo. Gió nhẹ khẽ thổi lất phất vài sợi tóc Lâm Nhất. Gương mặt thanh tú đó cho dù đã trở nên trắng nhợt không chút huyết sắc nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo không hề biến mất trên vầng trán. Lâm Nhất lung lay loạng choạng, trong nháy mắt bùng nổ sức mạnh kinh người. Ngay tức khắc, hổ dữ gầm nuốt vạn dặm núi sông, giận dữ gầm lên trời xanh. Kiếm của hắn ngay lúc này cũng đã di chuyển. Khí thế trên người giống như hổ dữ về núi, nóng nảy lại cuồng nộ. Nhưng khí thế này của hắn dưới sự khống chế Táng Hoa kiếm, tinh tế lại nhẹ nhàng, cẩn thận dè dặt, chậm rãi lưu chuyển. Hai loại khí chất tương phản cực lớn, dưới sự khống chế của Táng Hoa kiếm, chúng được dung hợp chặt chẽ. Vẻ mặt Mã Thiên Nhất đang khinh thường đột nhiên lại có thêm chút kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng đáng sợ trên người Lâm Nhất. Là tham vọng vô hạn, là lửa giận ngập trời, là ác quỷ xông ra từ đáy sâu địa ngục. Nhưng khi hắn thật sự muốn ra tay lại nhìn thấy một đóa hoa, một đóa tường vi nở rộ ngay mũi kiếm. Chương 127 võ ký tiên thiên ư. Kiếm thế vô cùng sắc sảo lập tức bùng nổ ở ngay mũi kiếm. Hoa mọc từ nơi nào? Mãnh hổ trong lòng người tường vi. Hoa mọc từ chốn nào? Mãnh hổ trong lòng người tường vi. Vào lúc vừa nhìn thấy đóa tường vi nở rộ, Mã Thiên Nhất muốn ra tay chặn lại, thế nhưng hắn ta hoàn toàn không kịp. Đóa hoa tường vi mang theo kiếm khí vô tận bay vút trong không trung, nhanh chóng đâm thẳng vào giữa ngực Mã Thiên Nhất. Xoạt. Sau đó liền nghe thấy tiếng kiếm đâm vào da thịt, đóa hoa tường vi vỡ vụn thành vài trăm mảnh nhỏ, kiếm thế khủng bố cứ thế nổ tung. Bên trong mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa luồng nội lực khủng khiếp, chỉ thoáng chốc đã đâm sâu vào trong thân thể Mã Thiên Nhất. Mã Thiên Nhất phun ra một búng máu, cả người bị đánh bay ra xa. Sau khi rơi xuống lôi đài, toàn thân hắn ta máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn trông vô cùng thê thảm, không thể trụ vững. Ngươi! Trong mắt Mã Thiên Nhất lúc này là ánh mắt khó có thể tin nổi, hắn ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi Lâm Nhất đã phát động chiêu thức vừa rồi bằng cách nào. Có vẻ Mã Thiên Nhất còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thốt nên câu thì đã té bịch trên đất.
Tĩnh lặng. Tất cả mọi người có mặt đều lặng thinh, họ đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Nhất, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ kinh hãi. Không ngờ người này lại có thể chuyển bại thành thắng ngay trong lúc bị thương nặng chỉ nhờ một chiêu thức, đánh bại đệ tử nội môn lâu năm Mã Thiên Nhất. Đây rõ ràng là chuyện không thể xảy ra. Điều còn khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là, không một ai nhìn ra được chiêu kiếm cuối cùng của hắn thuộc loại võ kỹ gì. Võ kỹ tiên thiên ư. Các vị trưởng lão của tông môn ở trên đài cao trụng đầu ghé tai bàn bạc, giờ phút này, bọn họ cũng khiếp sợ chẳng kém gì đám đệ tử ngoại môn bên dưới. Bạch Thiên Minh ngồi ở chính giữa chỉ xứng người giây lát rồi lập tức cười bảo, không ngờ lại là võ kỹ tiên thiên, xem ra lần trước ban thưởng cho phép tên nhóc này vào tầng cao nhất của võ kỹ các, rốt cuộc đã bị cậu ta lĩnh ngộ ra rồi. Chương 128 võ kỹ tiên thiên gì cơ? Ông ấy cho rằng nguồn gốc chiêu thức hoa mộc từ chỗ nào mà Lâm Nhất lĩnh ngộ ra được này là từ tàn bản tiên thiên, thế nên giờ phút này, trong lòng ông ấy liền ngập tràn sự vui mừng. Trên đài, Lâm Nhất miễn cưỡng nở một nụ cười, cũng nhờ kiên trì, chung quy coi như đáng giá. Nhưng thời gian dần trôi qua từng giây, càng lúc hắn càng cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất cuồng quay. Môn chủ Bạch Thiên Minh kích động tới mức đứng hẳn dậy, trên mặt ông ấy ngập tràn nét vui mừng, dường như muốn nói gì đó. Song Lâm Nhất chẳng những không nghe rõ câu nào, mà ngay cả bóng hình của Bạch Thiên Minh trong mắt hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, hơn 2.000 đệ tử ngoại môn bên dưới đều đang gieo hò, nhưng hắn chẳng thể nào nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của bất cứ ai. Bịch! Bước chân của Lâm Nhất lảo đảo, hắn té xỉu trên mặt đất, chìm vào hôn mê. Mau cứu người! Cả hội trường lập tức xáo động. Có mất bóng dáng nhanh chóng lao như bay về phía đài đấu võ. Đến khi Lâm Nhất tỉnh lại thì đã trôi qua được vài ngày. Lâm Nhất mở mắt ra, nhìn quanh một vòng, cảnh tượng thật quen thuộc, đúng là căn nhà gỗ đơn sơ của hắn rồi. Đau quá đi mất. Lâm Nhất vừa muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện đầu mình đau đớn vô cùng. Hắn đưa hai tay lên ôm đầu, sau đó nhắm mắt, tĩnh thần một lát mới thấy đỡ hơn trước. Sau đó hắn vén chăn ra, thấy cả người mình lúc này được băng bó toàn gạc trắng, xung quanh ngập tràn hương thảo dược. Mình bị làm sao thế này? Lâm Nhất kinh hãi lẩm bẩm, mãi một lúc lâu sau mới dần dần nhớ ra. Hôm trước hắn quyết đấu một trận với Mã Thiên Nhất, vào giây phút bị thương nặng ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn cố dùng hết sức lực để thi triển chiêu thức hoa mộc từ chỗ nào. Sau đó liền ngất đi, chìm vào hôn mê. Tỉnh rồi à? Két một tiếng, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, người bước vào ngạc nhiên cất lời hỏi. Lâm Nhất quay đầu nhìn, liền thấy đệ tử ngoại môn lâu năm Trương Hàn, không khỏi nghi ngờ Trương Hàn, ngươi tới đây làm gì? Trương Hàn trợn trắng mắt, khoát tay thốt lên, ngươi cho rằng ta muốn đến chắc. Bây giờ ngươi là người nổi tiếng của cả môn phái đó, thiếu môn chủ đích thân ra lệnh cho ta tới đây để xem ngươi hồi phục thế nào rồi. Lâm Nhất đứng lên rồi nói, cảm ơn. Trương Hàn cười hề hề, không nói thêm câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nhất bằng ánh mắt dò xét kỳ quái. Trong ánh mắt đó tràn ngập vẻ nghiền ngẫm và tò mò, dường như muốn tìm tòi thứ gì đó. Đúng là không ngờ luôn á. Ta bảo chứ, rốt cuộc sao ngươi làm được thế hả Lâm Nhất? Trương Hàn đột nhiên bật ra một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi. Lâm Nhất cảm thấy khó hiểu, là sao? Chương 129 7 ngày ư. Kiếm cuối cùng hôm quyết đấu đó không phải là võ kỹ tiên thiên sao? Chẳng lẽ ta còn nhìn nhầm được chắc, ngộ tính của ngươi cũng ghê thật, thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm tham ngộ suốt mấy năm trời mới miễn cưỡng ngộ ra được một chiêu võ kỹ tiên thiên, thế mà ngươi chỉ mất có nửa tháng đã làm được. Lâm Nhất nghe thấy vậy liền hiểu ngay, hóa ra người trong tông môn đều nhận định chiêu hoa mộc từ chốn nào của hắn thành võ kỹ tiên thiên cả rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn đỡ phải tốn công giải thích làm gì. Đây là đan dược trị thương mà thiếu môn chủ đưa cho ngươi, thấy khí sắc của ngươi cũng không tệ, chắc hẳn vài hôm nữa là có thể khôi phục được rồi, ta đây sẽ trở về phụ mệnh. Trương Hàn lấy hai bình ngọc đặt xuống bàn, sau đó chuẩn bị rời đi. Chờ chút đã. Lâm Nhất gọi đối phương lại. Chuyện gì? Thay ta cảm ơn thiếu môn chủ nhé. Với cả, ta đã ngủ mấy ngày rồi. Được thôi, cũng không nhiều lắm, chỉ ngủ suốt 7 ngày thôi. 7 ngày ư? Không ngờ mình lại hôn mê lâu tới vậy, cũng chẳng biết 7 ngày vừa rồi ai đã chăm sóc mình nữa. Nửa nén hương trôi qua, khi đã cảm thấy tinh thần ổn hơn rồi,
Lâm Nhất mới ngồi hẳn dậy, sau đó chậm rãi tháo băng gạc trên người mình ra. Trên băng gạc này đắp loại thuốc nào thế nhỉ, không ngờ vết thương trên người mình cũng biến mất luôn. Nhìn thân thể lành lặn không có bất cứ vết thương nào của mình, Lâm Nhất liền cảm thấy bất ngờ. Đến lúc tháo hết tất cả băng gạc quấn quanh người rồi thay một bộ trang phục của tông môn xong xuôi, Lâm Nhất mới bước ra ngoài. Ánh nắng chiếu lên người hắn mang đến cảm giác ấm áp, Lâm Nhất cảm nhận được sự nhẹ nhõm khoan khoái mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Sau khi vận động qua vài cái, hắn liền đứng vào tư thế triển khai mãnh hổ quyền rồi bắt đầu luyện tập ngay trên khoảnh đất trống trước căn nhà gỗ. Hộc, hộc. Nắm đấm mạnh mẽ vô cùng, trên người Lâm Nhất như phát ra hổ uy mơ hồ, nội lực hùng hậu nhanh chóng chuyển vận khắp thân thể. Sau mấy ngày trời không vận động, giờ phút này Lâm Nhất chỉ cảm thấy khắp người vô cùng sảng khoái, hết chiêu này tới thức khác đều ngập tràn sức lực. Đến khi đánh xong cả bộ quyền, hắn liền cảm thấy tinh thần mình khoan khoái, khí thế khắp người hừng hực hơn hẳn trước đó. Đặc biệt là giữa hai đầu lông mày lộ rõ vẻ sắc bén. Chương 130 nếu có kiếp sau, mong đừng mê đắm. Không ngờ tất cả vết thương đều hoàn toàn hồi phục cả rồi. Lâm Nhất kiểm tra một lượt, không chỉ có vậy, tu vi võ đạo tầng thứ 7 của hắn cũng đã tăng thêm không ít. Lạ ghê, 7 ngày trước mình mới vừa bước vào tầng thứ 7 mà, sao vừa ngủ một giấc mà tu vi đã tăng vọt thế này? Đúng là chuyện quá mức kỳ lạ, vừa mới tiến vào tầng thứ 7 mà thoát cái đã nhảy thẳng lên tu vi hậu kỳ. Coi bộ trận chiến sinh tử với Mã Thiên Nhất không chỉ giúp hắn hoàn toàn lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của hoa mọc từ chốn nào, mà còn kèm theo cả tác dụng kỳ diệu khác nữa. Tạm gác mấy thứ này sang một bên, giờ mình cũng nên đi giải quyết nốt vài chuyện cái đá. Bây giờ hắn đã là đệ tử nội môn, có được địa vị mà trước nay chưa từng có. Những lời đã từng hứa trước kia, lúc này cũng cần phải thực hiện rồi. Lâm Nhất lấy một chiếc bình sứ từ trong túi trữ vật ra. Trong chiếc bình sứ này chính là thứ đồ mà rất nhiều trưởng lão của tông môn khắp nước Thiên Thủy này đều tha thiết mơ ước. Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan có thể tăng thêm 3 phần cơ hội cho võ giả tầng thứ 9 lúc đột phá lên tầng 10, giúp người sử dụng nó ngưng tụ được mầm mống tiên thiên trong người. Giá trị của nó còn quý giá hơn những gì Lâm Nhất tưởng tượng nhiều. Tay phải nắm thật chặt bình sứ, trong đầu Lâm Nhất lúc này dần xuất hiện một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nếu có kiếp sau, mong đừng mê đắm. Hắn khẽ than một câu trong lòng, sau đó quay người rời đi. Sau khi nghe ngóng khắp tông môn một lượt, Lâm Nhất không chút do dự tiến về phía cơ quan đường. Khu trong và khu ngoài của cơ quan đường được tách riêng, trước đây Lâm Nhất không được phép đặt chân vào những nơi thuộc khu trong. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn có tư cách bước vào trong đó. Lâm Nhất vừa mới bước vào đã có không ít người chú ý tới hắn, trong ánh mắt họ đều mang theo vẻ kính sợ. Cũng có không ít người vừa đi lướt qua bên cạnh đã muốn cung kính cúi chào, khẽ gọi một tiếng Lâm sư huynh. Bất kể có bằng lòng hay không thì các đệ tử nội môn trong Thanh Vân môn đều phải tuân theo quy tắc này. Thoáng liếc mắt một vòng, Lâm Nhất liền nhìn thấy bóng dáng mình muốn tìm trong cơ quan đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.